là lúc 55. Yeah. Lên rồi đó Vân. Dạ. Dạ rồi. À, cảm ơn chị Tiên đã dành cho tụi em buổi cuối tuần ngày hôm nay của mình. Trong buổi talk show ngày hôm nay, chúng ta sẽ được chị Tiên trả lời cho những câu hỏi mà liên quan đến tất cả các chủ đề trong chuỗi talk show Chị Tiên ơi, làm sao bây giờ? Thì trước khi bắt đầu thì hồi nãy Vân có trao đổi một chút với chị Viên, hỏi về cuộc sống phía sau khi mà chị Viên ngoài cái việc mà đi dạy cho chúng ta thì chị Viên sẽ làm gì, thì chị Viên có chia sẻ là chị Viên làm công việc là chính rồi sau đó dạy học, và ngoài ra thì em thấy hồi nãy chị Viên có chia sẻ là bên cạnh chị Viên có đọc sách đúng không chị Viên? Thì Dạ. những sách luôn luôn phải học thêm, tại vì không học thêm là nó sẽ không có update kiến thức, Dạ. cho nên cái việc mà đọc thêm hay là mình học thêm á, là cái việc đó hầu như là việc chính. Dạ, thì hôm nay á, thì tại vì bắt đầu buổi mình nhờ mình đặt câu hỏi liền thì có vẻ thì sẽ hơi vội đúng không ạ? Mình sẽ trao đổi một chút thông tin để mình biết được, ngoài mà mình biết được Mastercard của mình á, có cuộc sống cá nhân như thế nào cũng thú vị đúng không cả nhà. Thì bây giờ vào chương trình thì Vân sẽ đọc cái câu hỏi đầu tiên để cho mình sẽ không có đợi các bạn để đợi lâu. Câu hỏi đầu tiên là: chị Biên ơi, chồng em thường xuyên giận mà em không biết lý do tại sao. Nhiều khi nguôi rồi em cũng không biết lý do là gì, mà mỗi lần giận á, là anh ấy im lặng, không khí cả nhà thật là nặng nề. Em không phải làm gì để biết anh ấy giận gì, và em phải làm gì khi anh ấy thường xuyên giận như vậy? Dạ, đó là câu hỏi của bạn số 1 ạ. À. Thì bây giờ á, là nguyên nhân của một người mà giận mình á, là nó rất nhiều nguyên nhân, nó rất nhiều, cho nên mình hoặc là mình có hai cách, hoặc là mình đi xác định cái nguyên nhân đó và mình giải quyết cái nguyên nhân đó thì là vấn đề nó được giải quyết, hoặc á, là mình đánh phủ. Mình đánh phủ có nghĩa rằng á, là mình hãy trân trọng họ, mình tôn trọng họ và mình quảng bá về họ, thì cái cách làm thứ hai nó dễ hơn nếu như mà mình không biết lý do là gì. Thì bây giờ trước khi mà nó có những lý do như sau để người đàn ông có thể giận mình, không có phải là nó luôn luôn xuất phát từ mình, là mình làm cái điều gì nó sai trái mà người ta giận, mà có thể rằng là nó xuất phát từ ảnh, từ bản thân của ảnh, ảnh thiếu tự tin, hoặc là ảnh có cái cách giao tiếp không có được hiệu quả, cho nên ảnh nói chuyện mà ảnh khiến cho mình hiểu lầm, và ảnh giận cả ảnh và ảnh giận cả mình, là tại sao mình không hiểu, và ảnh cũng biết là cái việc mà giao tiếp của ảnh hơi kém, hoặc là hai vợ chồng có một cái mâu thuẫn gì đó mà chưa được giải quyết, hoặc là ví dụ như về việc mẹ bạn phải xin lỗi mẹ của ảnh mà bạn chưa xin lỗi, hoặc là nó có thể dần là anh ta cần bạn hỗ trợ một cái điều gì đó, ví dụ như là về vốn, có thể là bạn không làm gì sai nhưng bạn không giúp, bạn không có hỗ trợ, ví dụ anh đi làm mà bạn không có hỗ trợ ảnh, vì công việc nhiều quá thì người ta cũng giận, nó có nhiều lý do người ta giận lắm, tự ái người ta cũng giận, có nghĩa rằng là ảnh không làm được cái điều gì đó mà ảnh nghĩ rằng là mình có thể là mình coi thường ảnh, mà chưa chắc là mình đã coi thường mà ảnh cũng giận. Rồi có những kỳ vọng, có nghĩa là mình không làm gì sai hết nhưng mà kỳ vọng là ảnh kỳ vọng mình làm cái này, ảnh kỳ vọng là buổi sáng dậy á, là mình phải pha cà phê cho ảnh, hoặc là ảnh kỳ vọng là mình phải nấu ăn tươm tất cho ảnh, nhưng mà mình đi về mình không có nấu, mình nghĩ rằng là đồ ăn nó cày nhiều quá rồi, và mình thấy là đồ ăn trong tủ nhiều rồi, mình nghĩ là ok rồi. Cho nên xét về cái mặt của mình á, thì hình như mình không thấy gì để người ta giận hết, nhưng mà tại sao người này vẫn giận? Thì nếu mà bạn biết chính xác là vì sao người ta giận, khi người ta giận người ta im lặng là người ta cố ý, có nghĩa là khó chịu trong lòng quá, mà khi người ta khó chịu trong lòng á, thì người ta không có giấu được cái nét mặt đó. Rồi thứ hai á, là có thể là người ta bực mình quá và người ta muốn trừng phạt mình, giận để cho bà biết.
Thì đó là xung quanh câu chuyện mà chồng em giận. Và chị nói để giải quyết vấn đề này có thể là đôi lúc mình chỉ đánh phủ thôi. Có nghĩa rằng là mình phải trân trọng con người của anh ấy. Mình phải tôn trọng anh ấy. Lời nói phải suy nghĩ rất là nhiều trước khi thốt ra. Về danh xưng với chồng nó cũng khác. Và đi đâu mình cũng quảng bá anh ấy. Mình bảo vệ danh dự anh ấy. Thì chắc chắn chồng mình sẽ bớt giận đi khi mà biết là mình toàn tâm toàn ý vì ảnh. Thì đó là cái câu trả lời cho em. Dạ, cảm ơn chị Viên ạ. Thì chị Viên đã chia sẻ thì Vân cấm ý một chút để cho chị em mình có thể có cái nhìn. Chị Viên đã chia sẻ rất là chi tiết rồi. Em hy vọng là bạn đặt câu hỏi này sẽ có được rất nhiều thông tin hữu ích. Thì chị Viên có chia sẻ là giận thì có rất nhiều lý do, và nếu mình biết được lý do của anh ấy giận thì mình sẽ có cách hành xử nó phù hợp. Thì giận có thể là do bởi anh ấy có quá nhiều sự kỳ vọng, nhưng mà bản thân mình là người phụ nữ thì mình luôn luôn trong vai trò là người tôn trọng, cân nhắc lời nói của mình cho nó chỉnh chu và cẩn thận. Và khi mà mình đi đâu tiếp xúc với ai thì hình ảnh về người chồng luôn luôn chúng ta phải quảng bá về điều đó để cho anh ấy cảm thấy được tôn trọng. Rồi, hy vọng cả nhà các bạn đã nghe được cái câu số 1 rồi. Bây giờ Vân sẽ chuyển sang câu số 2 là em đặt câu hỏi là bạn có một bạn đặt câu hỏi là khi mình theo học những lớp Zoom và chăm chú nghe YouTube, dù đã giải thích và nói trước về khóa học, có lẽ vẫn chưa thấy sự thay đổi từ vợ nên người đàn ông tỏ vẻ không vui và chỉ trích là addicted to YouTube, vậy nên im lặng hay giải thích thêm ạ? À? Đó là nội dung của câu hỏi số 2 ạ. À. Nhờ chị Điền giải thích giúp bạn ạ. À. Thì nó có hai phần. Cái đầu tiên á, là khi mà ảnh nói như vậy á, thì bạn không nên im lặng. Tại im lặng đó là giống như một cái sự coi thường, không ghi nhận cái lời nhận xét của người khác. Cho nên á, với những tình huống mà chồng như vậy thì bạn nên, có nghĩa là làm nhẹ đi không khí, bằng cách á, là có thể nói những câu rất là dễ thương. Nói rằng là em mê YouTube đâu có bằng mê anh. Ngày xưa em nhớ là em còn mê anh còn hơn YouTube nữa kìa. Thì là ai nghe cái câu đó cũng rất là có giận kiểu mấy rồi cũng bớt. Nhưng mà phần thứ hai mới quan trọng là cái phần em nói, là mình học cho nhiều vào mà mình lại không thay đổi cái cách hành xử với chồng thì là mình đâu có lợi ích gì cho ảnh đâu. Nhưng mà mình nói là mình học để về mình thay đổi thành người nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà về cái hành xử thì mình không có thay đổi. Thì người ta thấy mình học là mất thời gian thôi. Mất thời gian lo cho gia đình thì người ta sẽ không thích. Nhưng mà khi bạn học mà bạn chỉ cần đổi cái giọng nói thôi. Đổi cái sự trân trọng thôi. Đổi cái cách chào mừng người ta về thôi. Hồi sáng có một coach chia sẻ đó. Nói bạn ấy là bình thường là bạn sáng nay bạn đổi. Chiều hôm qua bạn đổi thôi. Có nghĩa là chồng về. Thì bạn chạy ra cửa bạn đón và tâm thế rất là vui, hai đứa con nó thấy mẹ chạy lăng xăng ra nó cũng chạy tay xăng ra, ba mẹ con đón người chồng về thì ông chồng ông ngồi ổng kể chuyện cho một buổi, có nghĩa là chưa bao giờ ảnh vui như vậy. Cho nên á, là cái chính là bạn học bạn về thay đổi, vì bạn có coi 10 YouTube đi nữa ảnh cũng không có than phiền. Nhưng mà cái quan trọng á, là em hỏi là lúc ảnh nói như vậy mình nên giải thích thêm, mình nên im lặng hay là mình nên nói điều gì. Mình nên nói những cái câu chị vừa chỉ, nói dễ thương, nói cho nó nhẹ không khí xuống, nói em mê YouTube đâu có bằng mê anh đó, vậy là được. Ok rồi, vâng, em có thể đi câu tiếp. Dạ, cảm ơn chị Viên. Trả lời rất là dễ thương. Em tâm đắc nhất là cái câu câu trả lời mà nó rất là nhẹ nhàng của chị Viên. Anh nào mà không mê sẽ được vợ xem giận đùng đùng, nhưng mà khi mà nghe câu trả lời mà thấy ngọt ngào như vậy là chết đứa đừ luôn, làm sao mà không thích được. Thì câu đó em sẽ nhắc lại, còn cái phần nội dung thì các bạn đã nghe rồi. Câu việc chị Viên nói là em làm sao mà mê YouTube bằng mê anh được. Hồi xưa em còn mê anh đứa đừ thì bây giờ không thể nào mà không mê được. Câu đó rất là hay ạ. Câu đó là câu em tâm đắc và em hy vọng các bạn nữ sẽ nhớ câu này, vì câu này rất là giúp cho các bạn. Tại vì mình đi học thì mình sẽ rất là dễ nhớ kiến thức, nhưng mà khi mà áp dụng vào thực tế thì thường sẽ bị lộn cộng. Thì bây giờ chỉ cần nhớ câu này thôi là đủ rồi.
Rồi, em xin phép đọc câu số 3. Câu số 3 thì rất là ngắn. Là người thứ ba làm gì, nói gì để chia tay mà không làm tổn thương người kia? Trước khi chị trả lời câu đó thì Vân, sắp tới em có cái chương trình ở trên fanpage không? Em có thể giới thiệu. Dạ cảm ơn chị Viên. Cho xin một phút quảng cáo về chương trình. Thật ra chương trình này là được chị Biên cho họ đổi trước đây và trao cơ hội cho Vân để chia sẻ về chương trình Sống Nhẹ Nhờ Hiểu. Thì chương trình này là Vân sẽ tập trung về phát triển về bản thân, mindset để mình có cái hướng hành xử nhẹ nhàng hơn trong tương lai đối với các bạn nữ, vì chúng ta rất là dễ rơi vào cái vòng lặp là chúng ta học rất nhiều, chúng ta biết rất nhiều, nhưng mà tới khi mà vận dụng áp dụng vào trong đời sống thì chúng ta thường sẽ bị bỏ quên hay là sẽ bị bối rối với những cái kiến thức mình học. Thì Vân sẽ tập trung về mảng phát triển bản thân. Thì ở đây thì cũng sẽ trả lời các câu hỏi liên quan về mối quan hệ hay là về các hành xử trong tất cả các khía cạnh. Tuy nhiên thì Vân tập trung phát triển về con người. Khóa học này, xin lỗi, không phải khóa học mà là một buổi livestream này được chị Biên đã định hướng. Thì trong tất cả các buổi mà Vân chia sẻ vào, Vân đang có kế hoạch là vào thứ bảy, thứ bảy trong tháng 9 này. Thì Sống Nhẹ Nhờ Hiểu, thì bạn đọc cái chương trình thì bạn đã thấy cái tên của nó là giúp cho chúng ta là nhẹ nhàng trong tất cả khía cạnh, và khi chúng ta nhẹ nhàng và mọi thứ đều một cách từ tốn và giống như là có một sự không không phải quá vội vàng, vì chúng ta sống trong cuộc sống thì nó hơi vội vàng rồi. Bây giờ mình sẽ học để mình làm sao chính bản thân chúng ta nhẹ nhàng thì chúng ta sẽ áp dụng và rất có lợi cho những người xung quanh. Đầu tiên là những người gần mình như là anh chị em, bố mẹ, thì hàng ngày mình sẽ giúp cho mình mềm mại, nhẹ nhàng hơn để mình ứng xử trong cuộc sống, và sau đó mình đi ra ngoài đối với những đối tác, khách hàng hay là bạn bè, đồng nghiệp, để chúng giúp cho chúng ta ứng dụng. Thì Vân là tập trung về hướng phát triển bản thân và chữa lành. Thì cái mảng này thì có giống như làm sâu sắc hơn về kiến thức của chị Biên. Thì em rất là cảm ơn chị Biên đã chia sẻ và cũng trao đi cơ hội này cho em và các bạn có khác. Vân đấy là phải giới thiệu chưa sớm hơn là Vân là thuộc có khóa 4 cùng lớp với bé Hiền, được chị Biên trao câu hỏi là rất là trân quý, và vì điều này là thật sự ra là Vân cũng cân nhắc lâu mà không có có dám nói chung là chủ động, mà chị Biên đã cho Vân cơ hội này. Em rất là cảm ơn chị Biên ở trên sóng này, là thật sự ra đây cơ hội rất là quý, và chị Biên đã rất mạnh dạn trao đổi cho em cái cơ hội này, và em lần nữa cảm ơn chị Biên ạ. Ok em, hy vọng là tại chị thấy ở em có một cái yếu tố chữa lành rất là tốt, và em rất là công bằng, mặc dù em không có nói nhiều, cho nên là chị tự tin rằng là em có thể đứng cái kênh của mình và em có thể giúp được mấy chị em khác, những cái người mà cùng tần số với em. Em có giúp được hay không á, thật sự ra là nhờ chị Biên, tại vì nếu chị Biên không trao cơ hội thì em cũng không thể nào mà lan tỏa được nhiều hơn đến cộng đồng của mình. Thì em thật sự ra lúc mà chị Biên trao cơ hội đó, em cảm thấy wow, em đến tâm thế của buổi học á, khi mà tham gia học cùng chị Biên á và các bạn á, thì em thật sự là chỉ muốn làm sâu và dày hơn với kiến thức mình học thôi, chứ không có mãi mãi suy nghĩ gì hết, mà có hình nhìn giống như món quà rất là lớn. Một lần nữa cảm ơn chị Biên ạ. Em Rồi quay lại chương trình chính của chúng ta, thì Vân đọc lại câu hỏi số 3 để chị Biên trả lời cho các bạn. Bạn nào mà theo câu hỏi này, câu hỏi này á, thì bắt đầu mình chú ý để mình có được những thông tin mà mình cần thiết nha. Vân đọc lại câu số 3 là người thứ ba làm gì, nói gì để chia tay mà không làm người kia tổn thương? thì chia tay để làm không người kia không tổn thương, thì cái chia tay nào thì nó cũng tổn thương nhất định, cho dù mình nói hay như thế nào, nhưng mà quan trọng là mình trong cái nội dung chia tay mình không có đổ thừa
về đối phương, mà mình có thể nói là vì hai phần. Một phần á, là vì mình mà mình chia tay, và một phần là vì ảnh. Tại vì mình chỉ nói về ảnh thôi á, thì cái lời nói của mình nó không chân thật. Ảnh sẽ nghi ngờ là mình nói một cách khéo quá. Cho nên mình có thể nói với ảnh á, là trong cái chuyện này á, thì ngay ban đầu á, mình khen ảnh. Ảnh là người đàn ông mà trong quá trình mình khen á, trong quá trình mình quen ảnh á, thì ảnh rất là chu đáo, ảnh rất là vì người khác, ảnh là người sống rất là tình nghĩa, ảnh sống rất là hy sinh cho những người thân xung quanh. Thì mình khen ảnh một vài điều như vậy. Và sau đó mình nói là trong cái quá trình khen, trong quá trình mà quen á, anh á, thì có lẽ anh cũng nhận ra là có những lúc là cảm xúc của em á, nó không có stable mà nó thay đổi. Có lẽ là em không có đủ khả năng để mà em handle được cái cảm xúc của mình trong quá trình mà em quen anh, cho nên em sợ rằng á, là em sẽ không có làm trọn trách nhiệm của mình. Đó là vì mình. Ok. Rồi mình nói có thể là vì ảnh. Nếu mà cái tâm thái của mình mà nó thay đổi nhiều như vậy á, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của ảnh. Cho nên á, mình sẽ không đem lại cái niềm vui thật sự cho ảnh. Thì mình chỉ nói là vì mình trong cái quá trình quen nhau, tại vì trong quá trình quen nhau á, cặp đôi nào cũng có những cái mâu thuẫn, cặp đôi nào nó cũng có trồi sụp cảm xúc, mà người nào trong cuộc cũng biết cái điều đó, nó không vui. Cho dù cái cặp hôn nhân, cái cặp hẹn hò đó nó thật sự là cặp hẹn hò mà không phải người thứ ba thì cũng không có vui. Cho nên khi mà mình lấy ra những cái lý do đó thì nó hoàn toàn hợp lý. Nhưng mà bạn đừng có nói gì về đạo đức cả. Bạn đừng có nói về vấn đề luân thường hay là những vấn đề kỵ hay là người khác đánh giá, mà chỉ nói chung chung thôi thôi. Chỉ nói chung chung là mình cảm xúc mình không có vui, và trong quá trình quen mình không có vui, mà mình không đem lại hạnh phúc cho người khác. Cho nên á, mình nghĩ rằng là mình đừng nói chia tay, mình nói là mình nghĩ là mình sẽ xin là một thời gian để mình quay về với chính bản thân mình, để mình nhìn lại, mình soi rọi lại, mình xem xét lại. Tại vì mình nói chia tay cái rụp á, người ta ngỡ ngàng ngơ ngác và người ta cảm thấy bị tổn thương, là bị rũ bỏ bởi một người nào đó. Nhưng khi mà mình chia tay á, mà mình nói là mình cần một cái thời gian để mình quay về bên trong mình và mình xem xét lại mình, thì đó là thời gian mà bạn dành cho mình, bạn cần người ta giúp và bạn xin cái đó về cho mình để mình quay về bên trong mình, thì cái đó không phải là lời chia tay. Nhưng mà khi bạn tách ra được thì người ta cũng hiểu rằng là đây là cái lời chia tay. Nhưng mà lời chia tay này không trách móc được. Không không có nói là tại sao em bỏ anh được, tại không có từ bỏ, không có từ bỏ trong đó. Thì cái cấu trúc của cái phần khen nó có 3 phần như vậy. Lúc đầu mình khen người ta, lúc sau mình nói về những cái vấn đề xảy ra trong quá trình quen nhau nó không vui. Và tránh đi những về đạo đức và đạo lý. Và cái thứ ba là xin để mình quay về, mình xử lý những cái cảm xúc của mình. Thì chị nghĩ trả lời như vậy nó rất là khéo, và người khác không có bị tổn thương. Dạ, em cảm ơn chị Viên ạ. Thì chị Viên đã chia sẻ phần số 3 này, đó là mình nên nói theo đúng 3 phần như chị Viên chia sẻ cái cấu trúc đó. Thì các bạn là nên không nên tránh nên nói về cái vấn đề đạo đức. Thứ hai là trước khi mà vào nói thì nên khen người ấy trước và chia sẻ lại cái cảm xúc của chúng ta trong quá trình mà mình hai người quen nhau, và không nên nói thẳng cái lý do là sao mình chia tay, mà mình chỉ nên nói về cái phần mình. Có nghĩa là mình cảm thấy là mình không có hạnh phúc hay là không đem lại hạnh phúc cho anh trong cái thời gian đó, mình cần thời gian để mình quay lại với đối phản, nói chung là em xin lỗi dùng từ tiếng Anh, em quay về bên trong mình để mình làm lành và mình cân bằng lại cảm xúc của chủ mình. Và mình không nên nói những cái điều trực tiếp đến anh ấy, cảm giác đó sẽ làm cho người khác tổn thương dù bạn nói bất kỳ lý do nào. Dạ em cảm ơn.
Bây giờ Vân sẽ chuyển sang câu số 4. Hy vọng nào bạn nào mà đặt câu số 4 thì mình nên vào live để mình nghe được trực tiếp, vì cái năng lượng của live trực tiếp như thế này, giống như mình đang nói face to face á, nó sẽ rất là chạm và cho bạn kiến thức rất là sâu. Dạ, câu số 4 nè. Nhiều lúc em cảm thấy cô đơn vì không ai hiểu mình. Những người bạn rất thân và đã nghỉ chơi từ lâu. Những người bạn rất thân dần dần đã nghỉ chơi từ lâu. Em sống xa gia đình và người thân. Em cảm thấy không tin tưởng được ai và không ai thật lòng yêu thương mình. Vậy làm sao để em có thể hạnh phúc khi chỉ có một mình ạ? Nó rất khó để hạnh phúc khi có một mình, ngay cả cha xứ, ngay cả linh mục phải có cộng đoàn của mình, ngay cả sư thầy đi tu thì cũng phải có người để chia sẻ. Cho nên hôm trước chị có dạy ở trong lớp course á, cái duyên á, mà cái lớp đó là nói về chữ duyên của con người, mà cái live sắp tới chị cũng chia sẻ lại cái phần đó cho nó rõ, là khi chúng ta không sống ở trên trái đất này một mình, chúng ta không sống ra hoang đảo như mà ăn tiêm, hay là mình lên đảo giống như là bị lạc vào đội hoang, thì chúng ta sống á, là nhân duyên là nhờ con người, chỉ có con người nó đem lại cho chúng ta sức khỏe về tinh thần, cho nên á, con người nó đem lại tài chánh, con người nó đem lại các mối quan hệ khác nữa, nó vươn xa, nó mở tầm rộng ra. Cho nên á, là mình phải coi lại, mình phải thay đổi cái nhận thức của mình về con người. Tại vì mình có một cái nhìn nó bị tổn thương hoặc là lệch lạc với những con người xung quanh, cho nên chúng ta không muốn giao du, chúng ta không muốn quen ai hết, chúng ta sống đơn độc và bạn sẽ cô đơn và bạn sẽ rơi vào trạng thái trầm cảm. Cho nên á, là cái việc á, mà chúng ta gieo nhân, chúng ta gặp con người, chúng ta mở rộng các mối quan hệ là rất là cần thiết. Cái đầu tiên á, khi mở rộng các mối quan hệ nó làm mình khỏe về tinh thần đã. Như chị nói á, là ngay cả linh mục cũng cần có cộng đoàn. Thì mình khi mà mình làm sao để thay đổi được cái cách nhìn nhận về con người, thì cái đó bạn phải cần học một xíu. Có nghĩa là có người ngồi giảng cho bạn biết một xíu, là con người á, là cây cầu nó bắt nối với những mối quan hệ khác, con người đem tới cho chúng ta tài lộc, con người đem cho chúng ta sự trợ giúp, con người giúp đỡ mình, con người là thầy, con người là quý nhân giúp đỡ. Nếu mà bạn sống một mình trên đảo hoang, bạn trồng một cây dưa hấu thì bạn sẽ có quả một cây dưa hấu, nhưng mà khi bạn sống giữa xã hội á, bạn có thể trồng một cây dưa hấu mà bạn sợ nhờ cái sự trợ giúp của con người, mà bạn có thể là một năm bạn có thể kiếm 10 triệu trái dưa hấu, nếu mà bạn đủ sức dùng cái nhân duyên của mình, duyên của con người để hỗ trợ mình. Cho nên á, là vấn đề con người, xuất hiện con người khác nó quan trọng lắm, nó quan trọng ghê lắm. Bạn không thể sống mà không có tương tác với con người, và con người có một sức mạnh khủng khiếp. Bạn không thể giàu nếu không có người khác, bạn không thể vui vẻ nếu không có người khác, bạn không hy sinh cho ai được nếu không có người khác. Cho nên đó là con người nó thường là sẽ không có vấn đề, con người cực kỳ dễ thương, cho nên mình phải thay đổi cái nhận thức về con người thì mình mới kết nối được, chứ mình thấy họ có vấn đề thì mình không có kết nối được. Mà khi bạn kết nối được một người, bạn sẽ có 10 người, khi bạn kết nối 10 người, bạn có thể có vạn người. Cho nên các mối quan hệ về mình quen, mình gặp gỡ những người đàn ông khác cũng nhờ các mối quan hệ mà mình mới gặp. Có nghĩa là mình quen người này sinh nhật thì người này bạn quen bạn kia sinh nhật, vời mời bắt cầu như vậy thì mình có cơ hội gặp rất nhiều người, thì mình mới mới có thể là có những người đàn ông lọt vào tầm mắt của anh ta khi anh ta quan sát mình. Cho nên đó là vấn đề của em phải xử lý, em phải đi học hoặc là em nói chuyện hoặc là em tư vấn như thế nào đó để em thay đổi cái nhận thức và tầm quan trọng của con người trong cuộc sống. Như Hiền hay là bé Chi hay các bạn cốt ở trong khóa 5 á, là các bạn mở rộng rất rộng các mối quan hệ của mình. Như chị ví dụ á, như là cái anh mà bán bút thư pháp á, cái lúc trước mình mua
mà bút thư pháp từ một cái người này và cái người này bán mắc quá, là đúng là cô bán không có tâm đó, là từ đó trở đi chị không có liên lạc với người đó nữa, mặc dù chị định là nhờ cái người đó là sẽ hướng dẫn làm thầy, nhưng mà chị thấy giá so với thị trường thì sau này chị giới thiệu cái người bán thư pháp nó rẻ quá, rẻ hay khủng khiếp quá, nó chênh lệch quá, cho nên là cái bàn bán thư pháp sau để cho cái bàn thực tập thư pháp á, thì bàn đấy giá nó rất là rẻ, có tâm thì mình giới thiệu thì ảnh bán rất là nhiều, được nhiều. Thì chị coi có ngày nào chị rảnh chị sẽ lên 4 5 chuyến để chị luyện tập thư pháp cùng các bạn, tại vì không lên tập thì có vẻ như các bạn cũng không có tập luôn hay sao cho nên là phải khuấy động phong trào lại để Tết này mình có thể viết chữ thư pháp cho thật đẹp. À ok rồi, à, chị trả lời sao mà đi tới thư pháp hay vậy ta. À đúng rồi, cái câu mà nhân duyên con người, cho nên á, là em phải thay đổi nhận thức của mình về con người và em phải mở các mối quan hệ càng rộng càng tốt, càng rộng càng tốt. À, chị nói nếu mà em mở ra mà em không có kinh doanh á, em không nghĩ rằng là em là vì người á mà phát triển bản thân mình á, hay là vì người để mình thay đổi tốt hơn á, thì cái điều đầu tiên em có sức khỏe về tinh thần xã hội đã, à, em có bầu bạn, em vui vẻ thì đời sống của em về tinh thần của em nó đã thoải mái rồi. À, ok vâng, rồi chị xong cái phần đó. Dạ, em cảm ơn chị Viên. Hồi nãy có một phần chị Viên, khi chúng ta mà đi học với chị Viên á, thì sẽ lợi đủ đường, vì không chỉ là kiến thức về tình cảm, hôn nhân, phát triển bản thân, chúng ta sẽ phát triển những cái tài năng lẻ mà mình chưa hề biết mình trước đó. Ví dụ như nãy chị Viên có chia sẻ một mảng trong việc luyện tập thư pháp, thì cái này cũng là một cái tài năng vô cùng quan trọng. Vì sao? Vì chúng ta sẽ có thời gian dành riêng cho bản thân của mình. Nếu mà mình có những cái niềm đam mê yêu thích riêng, đúng không chị Biên? Thì lúc đó khi mình có những cái niềm đam mê đó, mình chia sẻ lại với cộng đồng xã hội, và trong quá trình đó thì mình đi học nâng cao nhận thức, thì mình sẽ không còn cảm thấy rồi là cô đơn, cũng như là vì mà mình kết nối được như vậy á, là mình sẽ giữa người với người thì mình sẽ thay đổi cái nhận thức của mình và trong cách hành xử, đúng không ạ? Dạ, em xin phép chọn câu kế tiếp là câu số 5. Giới hạn giữa kỷ luật con và cho con sự tự do thể hiện bản ngã là như thế nào ạ? Và nên như thế nào ạ? Thì cái câu hỏi kỷ luật và thể hiện bản ngã, kỷ luật thì là nó là một cái gì đó mình lên một schedule cho con và một số quy định nào đó mà nó rất là dễ hiểu, mà nó rất dễ ai cũng đồng ý rằng là nó đúng cả, ngay cả con của mình. Ví dụ như là mình thảo luận với con á, là bao nhiêu giờ đi ngủ và bao nhiêu giờ thức, thì những cái chuyện đó nó rất dễ để thực hiện và nó cũng rất là đúng để mà con cho nghe lời, tại vì không phải cha mẹ nói mà thầy cô cũng nói như vậy, cho nên việc thể hiện con á, thì nó rất là dễ. Còn cái việc mà tự do của con á, đó là những cái việc không vi phạm được, không vi phạm được. Ví dụ như là đứa con 7 tuổi mình đã nói là kỷ luật là mình sẽ đi ngủ 9 giờ và không thể trễ hơn 10 giờ, thì đó là cái việc con phải theo. Còn thể hiện tự do cá nhân á, là những công việc như về mà chọn áo quần, cái gì nó liên quan tới sự quyết định riêng của cá nhân thì ở đâu đó mà nó không ảnh hưởng tới cái sự phát triển của con, nó không ảnh hưởng tới việc học tập của con, thay áo quần mang áo quần đó là sự lựa chọn mà không ảnh hưởng nhiều, thì mình hãy để cho con có cái sự lựa chọn đó. Cha mẹ hãy nhẹ một chút, nới ra một chút, chứ đừng có khắt khe quá. Thì chị nghĩ là nếu mà em có những cái câu hỏi cụ thể hơn là về cái vấn đề gì thì chị cũng sẽ giải thích hơn. Còn em hỏi chung chung vậy thì chị cũng trả lời chung chung vậy thôi. Dạ, em cảm ơn chị Biên ạ. À, bạn đặt cái câu hỏi vừa rồi đó, thì nếu mình muốn có được thông tin
cụ thể chi tiết hơn thì mình sẽ đưa ra những cái ví dụ như điển hình như thế nào đó, chị Biên sẽ giúp cho các bạn trả lời một cách chi tiết hơn trên cái tình huống mà bạn đưa ra để các bạn có thể dễ dàng hình dung. Và bây giờ em xin phép đọc câu số 5, xin lỗi câu số 6 là: bố em sắp về hưu và cảm thấy hơi khủng hoảng với đồng lương hưu của mình không được dư dả. Việc không làm gì khiến bố em cảm thấy bản thân mình vô dụng. Tinh thần đi xuống khiến ăn không ngon, ngủ không yên. Em có thể làm gì để giúp tư tưởng bố em thoải mái hơn ạ? À? Dạ. Thì câu hỏi này khá hay. Con người mông lung là tại vì nó không có một cái hình ảnh gì rõ ràng ở trong trí, trong cái sự suy nghĩ của mình, cho nên họ mới mông lung. Bây giờ em ngồi xuống với bố và em ghi xuống là: bố, 1 tháng là con làm lương 7 triệu, và mình sẽ ngồi chi tiêu ra, có nghĩa là bây giờ con sẽ đóng tiền nhà, ba tiền nhà, tiền nước, tiền xăng, tiền xe, cộng lại trừ hết đi là hết 5 triệu đi, còn 2 triệu cộng với tiền hưu của bố ít nhất là 2 triệu đi, nó ít hay là nó 3 triệu hay 5 triệu gì đó, thì bố thấy là tiền, nếu mà bố 1 tháng mà bố chỉ có cần này và cộng tiền của con, hai bố con mình gộp lại thì con đi chợ sẽ như vậy như vậy, và bây giờ đồ ăn thì mình không có nhiều tiền, thì con sẽ đi mua ở cái khu này khu này khu này, và chắc chắn là mình sống được. Nhưng mà quan trọng rằng á, bố thấy là con cũng không có đòi hỏi gì nhiều về thức ăn á, thì mình lại thức ăn càng thanh đạm thì nó càng khỏe, cho nên á là mình phải ngồi xuống và nói chuyện với bố, và bố thấy là cho dù là tiền bố thích ấm ít, nhưng mà con luôn luôn ở với bố và bố luôn luôn ở với con, và cha con mình luôn luôn có nhau, gia đình mình luôn luôn có nhau, có ít tiền thì mình sẽ xài ít, có nhiều tiền thì mình sẽ xài nhiều, và con chắc chắn là không thể đói được, nó không thể đói được, cho nên bố đừng có lo. Thì khi mà em ngồi xuống, em phải ghi ra vấn đề tài chánh đó để bố hiểu rằng á là không thể nào mà lâm vô cái hoàn cảnh là mình không nhà, có nhà để ở hoặc là không có thực phẩm để ăn, thì bố sẽ yên tâm hơn. Thì chị nghĩ là cái cách đó là nó sẽ hữu hiệu nhất, thay vì cứ nói là bố đừng lo, bố đừng lo, thì người ta vẫn lo, nhưng mà khi bạn ngồi bạn ghi xuống á, thì nó cũng rất là ngạc nhiên là bạn thấy là mình có thể sống với bất cứ cái đồng lương nào, và khi mà mình khẳng định với bố rằng á là cho dù là bao nhiêu tiền đi nữa thì mình cùng nhau vượt qua, thì bố mình luôn luôn yêu bố và mình luôn luôn muốn bố ở với mình, muốn bố được bình an, muốn bố đừng có lo lắng, thì em chị nghĩ rằng với cái cách đó thì người bố sẽ đỡ lo hơn. Chứ bây giờ mà bố không có con số trong đầu, em cũng mông lung, và hai người cứ đối đáp qua lại là bố đừng có lo, bố đừng có lo, thì người ta vẫn lo. Nhưng mà khi mình ngồi xuống và mình quyết định rằng á, là đồng lương như thế nào thì con với bố cũng có thể sống được, gia đình mình cũng đều sống được, mình sẽ ăn khoai, mình sẽ ăn đạm bạc, thì bố sẽ rất rất an lòng mà không có quá phải đi tìm việc hay là mông lung, có thể là rất là đỡ đi sự lo lắng. Thì đó là cái phần mà chị nghĩ sẽ giúp cho bố của em. Dạ chị Biên ơi, chị Biên có thể trả lời rõ hơn, chi tiết hơn một chút không? Tại có cái ý của bạn đang hỏi là làm sao để khiến cho bố em không cảm thấy mình vô dụng đó chị. Có cái ý đó nữa chị. Dạ. Vô dụng ha. Dạ. Tại vì bố bạn cảm thấy bản thân bị vô dụng khi mà không có làm gì đó chị. Dạ. Thì mình sẽ thiết kế cho bố, và ví dụ như là bố có thể là trồng cây, hoặc là bố đã đi làm một đời rồi, bố đã nuôi con ra đại học hay gì đó, bây giờ bố trồng cây, hoặc là bố chăm cháu, hoặc là bố cứ an dưỡng thời gian, thì bố thích công việc gì thì mình sẽ đi tìm việc cho bố. Nói chung người ta
người ta không sợ người ta vô dụng, mà người ta sợ là mình không đủ để lo cho gia đình và để cho gia đình lâm vào cái cảnh là không có nhà để ở hoặc là không có đồ ăn để ăn. Chứ khi mà nhà đã có những cái điều đó thì bố sẽ không có cảm giác là vô dụng đâu. Em cảm ơn chị Viên. Hy vọng bạn mà đặt câu hỏi số 6 này á, thì sẽ có được rất là nhiều thông tin hữu ích vì chị Viên đã trả lời rất là chi tiết rồi. Em xin phép chuyển sang câu số 7 là khi người đàn ông có thái độ chỉ trích nói xấu người trong họ hàng hay bạn bè của mình thì nên ứng xử như thế nào cho tốt mà vẫn bảo vệ danh dự của họ hàng và bạn bè ạ? Khi mà người ấy, người đàn ông mà họ chỉ nói thôi, có nghĩa là họ nói trước mặt mình nhưng mà không có họ hàng, không có em gái, không có những người thân bên cạnh á, thì nó sẽ khác. Khi mà ảnh đứng trước mình và ảnh nói chuyện với hai người khác thì nó lại khác. Thì khi đó cái vấn đề mà chỉ có mình với ảnh thì nó đơn giản, nó dễ giải quyết. Nhưng mà vấn đề là mình đứng giữa, mình là người vợ thì mình nên nói những cái câu gì? Thì mình nói rằng là như người ta vẫn hay thường nói đó, có thể là có một cái sự hiểu lầm gì ở đây, cho nên anh mới có cái sự nhìn nhận về chị gái của em như vậy. Em nghĩ rằng là đó là cách nhìn của anh mà thôi. Mình nói như vậy thì mình sẽ không có nói ảnh sai, mà mình cũng không có khẳng định điều gì hết. Như mình nói là đó là cái cách nhìn, đó là cách nhìn cá nhân của chồng của mình, và đó là cái quan điểm của ảnh. Có thể là có một cái sự hiểu lầm gì ở đó. Thì trong cái thời điểm đó, khi mà có nhiều người đứng chỗ đó thì mình chỉ nói như vậy thôi, chứ mình cũng không có nên nói nhiều, trừ khi á là ai đó bắt mình phải nói thôi, chứ trong những cái giây phút đó mình cũng nên im lặng thôi, tại vì lúc đó đâu phải mình là cái nhân vật chính đâu, mà lúc đó có họ hàng của anh ta, người ta sẽ nói chuyện với nhau. Còn về cái việc mà chỉ có anh với mình thôi á thì mình cũng nói chuyện với ảnh như vậy, có nghĩa rằng là theo những cái gì mà anh nói, theo những cái lời gì anh giải thích, anh có cách nhìn về gia đình của em như vậy, em hoàn toàn hiểu được là vì sao anh hiểu như vậy. Nhưng mà cái cách nhìn của em về họ nó khác hơn anh, nó khác hơn anh, thì mình chỉ nói được như vậy thôi, chứ mình cũng đâu có nói gì hơn, tại vì đó là quan điểm của họ rồi. Mình đâu có thay đổi được quan điểm của họ. Ví dụ như mình nói, mình la lớn hay là mình đàn áp đi thì người ta không có thay đổi cái cách suy nghĩ của họ. Người ta không thay đổi. Cái việc mình có thể làm ở đây á, là mình chỉ làm tốt các mối quan hệ lên thôi, chứ mình không đi giải quyết cái vấn đề nó đang xảy ra hay đã xảy ra, hay những người ta nghĩ như thế nào về nhau á, mình không can thiệp được. Mà mình cũng không nên can thiệp vào những vấn đề như vậy, tại nó không giúp gì hết trơn. Nhưng mà mình có thể can thiệp vào là mình có thể làm cái tình cảm của mình với chồng mình nó tốt hơn, để người ta trân trọng cái những cái gia đình của mình hơn. Thì đó là cái mà hướng mà bạn nên đi, chứ bạn không nên đi giải quyết những vấn đề của người khác. Khi người ta nghĩ về người khác, làm sao mình giải thích được, làm sao mình nhảy vô được. Ok, chị nghĩ là câu hỏi vậy thì chị cũng trả lời được tới đó thôi. Dạ, em cảm ơn chị Viên ạ. Em rất là thích cái câu cuối của chị Viên á, là mình không thể giải quyết được vấn đề của người khác. Thì cái đó là vấn đề của họ với cái người kia, không phải trực tiếp với mình đúng không ạ? Và ở đây thì chúng ta cũng biết được rằng là chúng ta không thể thay đổi quan điểm của bất kỳ ai cả, thì cũng của anh chồng hay là của anh bạn trai gì đó, thì nó cũng như vậy thôi. Thì mình chỉ cần nhớ cái điểm đó là mình sẽ từ đó mình sẽ rất là dễ dàng hành xử và mình sẽ biết cái cách như thế nào để mình tương tác lại với anh. Dạ, em cảm ơn chị Viên. Bây giờ Vân xin phép đọc tiếp câu số 8 là những lúc cảm xúc tiêu cực đến khiến chị nhớ về quá khứ, những lỗi lầm chị hay người khác đã làm, chị muốn khóc và chật vật.
chị sẽ làm gì để bình tĩnh lại? Dạ, câu số 8 ạ. Thì trước hết đó là chị cần phải gỡ những cái nỗi đau đó. Nỗi đau nào cũng gỡ được hết á. Chị chỉ cần một cái người biết tư vấn cho chị thôi. Người sẽ giải thích được cho những cái động cơ phía sau, hành vi phía sau của những câu chuyện ngày xưa. Và người ta sẽ chỉ cho chị cách làm sao để chấp nhận những vấn đề đó. Thì khi mà chị đã chữa lành mình rồi á, mình lành với câu chuyện cũ á, thì khi mình nhớ về mình sẽ không còn trồi sụt cảm xúc nữa. Chứ khi mà bây giờ nó không có cái phương pháp nó đè hay nó ém hay là nó dặn nó xuống hay là niệm kinh để cho nó qua thời gian đó. Cái việc của chị là phải chữa từng gốc, là tại sao mà cái nỗi đau mà nó đau đến nỗi mỗi lần nhớ mình đều khóc, mình đều rất là chật vật, thì có phải là mình phải đi nên quay về để đối diện với những cái việc đó không? Đối diện nó không phải là đau đớn để đối diện, mà rất là đơn giản, trong lớp code vẫn đang học. Có nghĩa là chúng ta luôn hiểu, chúng ta luôn đi giải thích những cái hành vi của con người, cho dù đó là hành vi tốt hay xấu, chúng ta đều có thể giải thích được. Và khi chúng ta hiểu được cái hành vi đó nó xuất phát từ đâu, thì tự nhiên chúng ta không còn đau đớn nữa. Nó bình thường mà. Ai rồi cũng làm như vậy mà thôi. Thì mình đâu có lý do gì để mình buồn. Thì đó là cái phần mà chị nghĩ là, hay là em nghĩ chị cần, thì trong lớp code đó, thứ hai vẫn có tư vấn, nếu được thì chị cứ đăng ký vô để có gì em tư vấn miễn phí cho chị, rồi em giải thích cho chị để chị gỡ những cái nỗi đau đó ra. Ok em. Dạ, em cảm ơn chị Liên à. Chị vừa đặt câu số 8 á, thì nếu mà mình muốn có được câu hỏi rõ ràng hay là mình một sâu sắc để mình tìm hiểu sâu hơn về việc chữa lành á, thì chị có thể theo dõi chị Liên hàng tuần thứ hai thì sẽ có rất là nhiều điều bổ ích cũng như là mình sẽ tìm được cái câu hỏi cho chính mình. Và câu trả lời một cách rất là chạm với phiên bản của chị. Dạ, câu số 9 em xin phép đọc là của một bạn 37 tuổi. Chị Biên ơi, em có một câu hỏi ạ. À, em có bị sửa một số câu như thế này ạ. À, em nhấc máy thường sẽ nói alo nhưng được góp ý để sửa thành dạ em nghe đây ạ. À. À, câu thứ hai là và anh bị khùng hả? Thành anh này kỳ quá nha, anh chọc em hoài. À, em muốn được học nhiều hơn về câu từ nhỏ nhỏ như vậy ạ. À, chị Biên giúp em có bộ từ vựng chỉnh chu hơn. Em biết ơn chị Biên. Thì em coi mấy cái livestream về ngôn từ của chị á, thì về ngôn từ nó không quá quan trọng bằng là cái việc mình nghĩ gì trong đầu đâu. Có nghĩa là mình phải học làm sao để thăng bằng, để mình chấp nhận mọi sự việc trong cuộc đời một cách bình an nhất. Mình không có bị nổi, bị giật dây về cảm xúc, hay là mình không có bị phán xét người khác, mình khó chấp nhận người khác, hay là mình có một cái sự giằng co cấu xé ở trong nội tâm, hoặc là mình có một cái sự giận hờn hay trách móc, thì cái ngôn từ là chỉ là cái lớp sơn ở ngoài thôi. Còn vấn đề bạn ở trong nội tâm của bạn phải thật sự bình an, phải thật sự nhẹ nhàng, phải thật sự buông bỏ, bao dung, yêu thương, thì lúc đó mình mới bàn tới cái vấn đề ngôn từ. Vấn đề ngôn từ rất là đơn giản. Bạn chọn những cái từ mà không có tiêu cực thôi. Cho dù bạn đang nói về vấn đề rất là tiêu cực, nhưng mà những cái từ mình dùng trong câu không có từ nào tiêu cực hết. Ví dụ như mình nói là anh ấy, cái người đó xấu quá, thì mình nói là bạn ấy không có được tốt. Như là cái livestream về ngôn từ chị nói á, hay là thằng chả đó là nó ổng toan tính lắm, thì mình sẽ nói rằng là anh ấy, có nghĩa là về danh xưng danh ngôn á, là mình phải dùng những cái từ rất là lịch sự, không có sự phán xét ở đó, không có mày tao tôi tớ, không có thằng này bà kia. Đó là về chủ từ. Về tính từ á, là mình không nói là người đó luôn toan tính, mà mình nói người đó họ suy nghĩ
hoặc là họ suy nghĩ rất nhiều lần, hoặc là họ suy nghĩ rất nhiều lần cho những cái quyền lợi riêng của cá nhân họ, thì nó cũng đâu đó nó cũng ý nó cũng giống, nhưng mà nó nói con người của mình á nó lịch sự nhã nhặn hơn nhiều khi bạn dùng cái từ mà không có từ tiêu cực. Nói cái người người đàn ông cái con nhỏ đó xảo quyệt quá thì mình nói là bạn ấy bạn luôn có những cái dự định mà chỉ lợi ích riêng cho cá nhân mà thôi. Ví dụ như vậy là nó chuyển bạn thành một con người hoàn toàn khác. Lời nói nó có cái sự đặt ý ở trong đó, có cái sự chọn ngôn từ ở trong đó, có cái sự trưởng thành ở trong đó, có cái sự là không có đạp hoặc là đè hoặc là mình dồn ai đó vào đường cùng, thì tự nhiên mình sẽ ngôn từ của mình nó rất là lịch sự, và mình tuyên mình khen tặng, mình quảng bá về người khác, mình bảo vệ danh dự cho người khác, mình trân trọng con người khác vì thế hơn vì thế người ta đang có. Thì những cái lời đó đúng là những cái lời mà bạn cần phải nói. Nội dung nó quan trọng hơn là cái hình thức. Cái hình thức nó sẽ đi sau nhưng mà nội dung là nó sẽ đi trước. Cho nên bạn phải quan tâm tới nội dung của mình nói trước khi bạn muốn dùng cái ngôn từ gì. Thì đó là những cái gợi ý nó rất là nhỏ. Em muốn chi tiết hơn thì em coi ba livestream 90 mấy tới 100 á, những livestream về ngôn từ của chị á, thì em sẽ xuất sắc hơn về cái từ ngôn từ. Nói chuyện luôn luôn phải để ý tới từ. Bạn chỉ cần nói sai thôi, nói chực một nhịp thôi thì nó đã hoàn toàn khác rồi. Ok vâng, chị nghĩ rằng là để cho bạn coi thêm livestream. Trước khi bạn xem livestream, bạn nghe lại các nội dung mà chị Biên vừa chia sẻ tư vấn, tại rất là tuyệt vời là chị Biên đem từ cái kiến thức của chị Biên mà đưa vào cái dẫn dụ. Mỗi cái ví dụ chị Biên đưa ra, bạn chỉ cần học cái đúng cái ví dụ đó và là bạn đã có thể lấy ra được rất là nhiều cái kiến thức rồi. Tại vì nãy em thấy chị Biên đưa ra mấy cái ví dụ rất là nhẹ nhàng dễ thương, có rất nhiều tình huống chứ không phải chỉ giới hạn ở trong cái cách nói chuyện như thế nào. Và một điều mà chị Biên vừa nhấn mạnh với bạn đặt câu hỏi số 9 mà Vân vừa đọc á, là bạn phải thực sự thăng bằng trong cái nội tâm của mình, thì lúc đó cái ngôn từ mà bạn xuất ra nó sẽ rất là dễ dàng và nó cũng sẽ không có bị theo thiên hướng là mình sẽ gọi là phê phán hay là phán xét bất kỳ điều gì. Và Vân cũng nhắc lại là bạn có thể tham khảo lại 100 video rằng các bạn à, không thể nào mà bạn không học được gì đâu. Rất là tuyệt vời vì lúc đó mình cứ nghe từ từ, thì cái livestream chị Biên thì bây giờ bạn thấy trực tiếp trên livestream mà chị Biên đã nói nhẹ nhàng như vậy, mà vào cái tình huống trực tiếp ở bên một trong livestream kia thì chắc chắn bạn sẽ rất là mềm, và từ 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 thì mình cứ nghe dần và thấm luôn nha chị Biên. Dạ, cảm Có ơn chị nghĩa Biên rất là có là nhiều. nhiều bạn nói với chị á, là bây giờ chồng em nói sao em nói chuyện giống như chị Biên quá. Nghe riết là tự động mình sẽ được chuyển hóa như cái người mà mình đang nghe. Thì ở đây bạn chắc chắn một điều, bạn lợi đủ đường, chị Biên là đã một sự tổng hợp của rất là nhiều kiến thức, không phải chỉ riêng dừng ở trong kiến thức tình cảm mà về mối quan hệ bên ngoài và các hàng ngày. Là chị bạn có thấy trực tiếp trên livestream là bạn đã thấy là mình rất là thích cái giọng đó đúng không ạ? Và cái khí chất đó làm cho mọi người cảm thấy rất là an tâm và tin tưởng, thì nó từ từ nó sẽ thấm vào người. Và phụ nữ chúng ta thì nên nên đi học, và người mình đang học ở đây thì mình đang được rất là nhiều lợi ích và từ chị Biên. Em cảm ơn chị Biên. Em xin phép đọc câu số 10 cũng của một bạn 37 tuổi. Ngoài việc quảng bá, khi nào thì mình nên góp ý ạ? Câu số 10 ạ. Thì thường á nếu mà tạm gọi là trình của chị đi thì chị không có góp ý, có nghĩa rằng là những cái lúc người ta làm sai á thì hầu như là mình nhắm mắt mình làm ngơ, mình nhắm mắt mình bỏ qua luôn, tại vì người ta không thể sai được, họ quá đẹp trong mắt của mình họ quá trân trọng trong mắt của mình, họ quá tuyệt vời trong mắt của mình, cho nên khi mà họ có cái gì sai á thì hầu như mình làm lơ luôn. Nhưng mà chị biết là các bạn sẽ không chịu nổi cái vấn đề làm lơ đó. Còn khi mà những khi người ta làm đúng thì mình khen, mình quảng bá.
thì cái xu hướng á là càng ngày người ta làm nhiều cái đúng hơn, mà cái sai đối với mình nó bớt đi. Và cái sai đó nó có những cái lý do riêng, có nghĩa là không có làm cho mình vừa lòng thôi, nhưng mà đôi lúc đó người ta cũng phải rất là bó tay á, người ta không đủ sức để mà khi nào cũng làm mình vừa lòng được. À, thì nếu mà chị thì chị sẽ chọn cách đó, nhưng mà nếu bạn mà vẫn thấy là nên góp ý á, thì chị cũng nói rằng rất là nhiều lần bạn phải suy nghĩ rất nhiều lần trước khi bạn góp ý, tại vì góp ý là tổn thương dữ lắm. Nếu mà góp ý mà nó không ra bột ra đường á, bạn góp ý mà người kia họ bị tổn thương á, thì bạn thà đừng góp ý. Rồi, cho nên á, là việc góp ý, đặc biệt là góp ý với người đàn ông rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm. Nó bạn có thể nào đó mà như chị nói á, là khi người ta làm sai gì đó, mình cứ nhẹ nhàng, mình cứ nhẹ nhàng, không cần góp ý đâu. Chị nghĩ là trưởng thành rồi không cần góp ý đâu, tại mà góp ý không khéo là cái hình ảnh của họ bị đổ vỡ, và hình ảnh đẹp của họ trong mắt mình á nó bị mai một đi. Cho nên là nếu mà hỏi thật chị thật sự thử thật sự á, thì chị không có góp ý, chị chỉ im lặng thôi trong những trường hợp đó. Còn nếu mà bạn có tình huống gì á mà chị rất rất thấy rằng á là góp ý với những người trưởng thành á, nó rất nhạy cảm mà. Chị không biết mọi người nghĩ sao, chị nghĩ nhạy cảm dữ lắm, nhạy cảm dữ lắm luôn á. Không ai mà muốn hình ảnh của mình trước mắt người khác xấu cả. Và cho dù người ta thật sự người ta vô tình đi, người ta lỡ lời đi, thì người ta cũng ăn năn lắm, và người ta không muốn người kia biết. Ví dụ như bạn làm gì xấu, bạn không muốn đối phương bạn biết, bạn giấu đi á, thì người ta khi người ta đang cố giấu đi, tại sao mình lôi ra mình xẻ, mình cắt, mình chia, rồi mình vẽ ra, mình chia cho nó tô đậm thêm cái phần đó, làm cho nó bẻ bàng, làm cho nó mai một đi cái hình ảnh của người kia. Ok, thôi chị nghĩ là em về suy nghĩ thêm đi. À, cảm ơn Trúc. Dạ, chị Viên đã chia sẻ em thấy câu chỗ hai chữ vàng là chữ im lặng. Thì cái câu này là tất cả chị em chúng ta nên áp dụng, là vì chúng ta rất là dễ bị phạm phải, thì mình chỉ cần nhớ chữ hai chữ im lặng. Im lặng là tốt nhất. Vì chị Viên có nói là không ai muốn xấu, làm xấu cái hình ảnh của mình đối với người khác, thì cái câu này bạn có thể nghe lại và sẽ có được cái thông điệp cho mình. Còn nếu mà bạn muốn thực sự mà gần nhất với cái phiên bản cũng như là cái tình huống trực tiếp của mình đó, thì mình có thể đặt câu hỏi rộng hơn cho những buổi tới, hoặc là xem livestream của chị Viên nhiều hơn để chúng ta có được câu hỏi cho mình nha. Bây giờ em xin phép đọc tiếp câu số 11. Là em có bạn đồng nghiệp làm cùng, bạn có mùi không được thân, mùi khai khi đến gần, em nên góp ý thế nào ạ? Câu này cũng có một chút liên quan tới câu số 10 mình vừa đọc ạ. Dạ, em xin phép ạ. Thì đối với phụ nữ á, mà thường á là các bạn trẻ thì sẽ ít bị, nhưng mà những người phụ nữ có tuổi á, thì cái vấn đề này nó dễ bị hơn. Đặc biệt là trước hay sau sau cái thời gian mình có tháng á, là nó sẽ bị. Và một cái cách mà người ta khắc phục á là bạn biết là phụ nữ sẽ hay mang băng vệ sinh, nhưng mà nó có loại một cái loại tampon á, cái loại mà dùng á để mà mình có thể là insert á, nó sâu hơn á, thì khi bạn dùng quen cái loại đó, thì những cái chất mà nó gây mùi á nó trap ở trong cái tampon đó mà nó không đi ra ngoài, cho nên nó giữ được cái độ sạch sẽ, sạch sẽ. Đặc biệt là những người phụ nữ lớn tuổi, chị nghĩ là khuyến khích xài những cái loại đó. Người nước ngoài họ xây già hay hay dùng á, nó giữ mùi rất là tốt, tại vì nó xử lý từ bên trong nội bộ thôi, nó đâu có đi ra ngoài đâu mà nó để gây mùi. Thì em nếu mà thân quen
Và cái việc đó em làm việc rất là thường xuyên với chị thì em cứ nói thôi, em nói thật thôi, thì em nói rằng là em nói là có một cái chị ở bên nước ngoài ấy, chị chỉ như vậy đó, và em cũng bị vấn đề đó, cho nên khi mà em phải làm rất nhiều để xử lý, mà khi em thấy chị có vấn đề đó thì tự nhiên em muốn chia sẻ đó. Tại vì đây giống như là một bí quyết vậy đó, cho nên là mình do cái lòng tốt của mình mà mình lanh chanh quá chưa chưa chắc họ có vấn đề, hoặc là em muốn mà không đụng chạm luôn á thì em nói là em cứ nói bâng khuâng, em nói chị là em bị như vậy đó và em xử lý như vậy á, thì chị thấy là em xử lý vậy về về chị sẽ thử, chị sẽ thử là chị sẽ biết, nó tùy, em có thể nói thẳng và em chỉ cho người ta cái cách, chứ em nói mà em góp ý mà không có cái cách á thì coi như nó cho hơ quá, nó có vẻ như là mình không thích người ta rồi mình chê quá, nhưng mà mình chỉ ra cái chỗ đó nhưng mà mình còn chỉ cái cách nữa thì là giống như một người mình tốt bụng quá đó. Mình ăn rồi mình đi coi có ai cần giúp không mình giúp á, thì nó làm tình huống nó sẽ nhẹ nhàng hơn. Rồi chị xong cái câu đó rồi Vân. Dạ, chị cho em hỏi thêm là cái trường hợp nếu trường hợp của bạn là bạn đã không thân với cái chị kia thì sao ạ? Nếu mà không thân mà ít gặp á, thì mình đâu có cần nói, nhưng mà không thân mà làm chung phòng hoặc là sáng chưa chiều gặp mình đều ngồi một bên đó thì mình nên góp ý. Dạ, dạ rồi, vâng, thật sự ra thì bạn đặt câu hỏi có chỉ nãy em đọc lúc đầu thôi, cái này em chỉ làm rõ hơn nếu mà bạn có trường hợp đó. Dạ, rồi câu 12, vâng xin phép là chị Biên vui lòng chia sẻ cách học tiếng Anh và qua quá trình lấy bằng dược sĩ của chị được như được như, được không ạ? Bạn này 37 tuổi ạ. Học tiếng Anh thì hồi đó thì bạn phải siêng nói, có nghĩa là người nước ngoài họ cũng ngại, bạn nói sai gì họ cũng ngại chứ, nhưng mà bạn có tâm lý không dám nói thì cũng không có sao, cái đó hoàn toàn hiểu được. Tại vì những cái người chị xung quanh chị đi thông dịch đó, chị không bao giờ chị trách móc họ hết, ngay cả em chị cũng vậy, nó rất sợ khi đối diện với người nước ngoài, hay là gọi điện bác sĩ, hay là gọi điện nó nói chị gọi cho em đi là chị sẽ bắt lên gọi, và chị không bao giờ nói với nó là qua đây phải học tiếng Anh chứ đâu có nhờ chị ngoài. Tại vì bạn cái nỗi sợ mà nói chuyện với người nước ngoài là nỗi sợ hoàn toàn có thể hiểu được, hoàn toàn có thể hiểu được. Mình không nên trách người khác, khi mình trách người khác là nó đâu đó nó sai rồi đó. Tại bạn không hiểu được cái tâm lý nói chuyện với nước ngoài nó khủng khiếp như thế nào đâu. Mình ngại mất thời gian của họ, cho nên mình không có ngồi đó ấp a ấp úng được. Đây là một cái bài học về nhân sinh mà các bạn phải biết. Bạn không thể nào trách người khác tại sao đi qua tiếng Mỹ lâu rồi mà không học tiếng Anh, hoặc là qua cái việc gì cũng phải tự lực mà học đi chứ, tại sao cứ nhờ hoài. Không phải, người ta sợ lắm, sợ lắm, sợ nói chuyện với người nước ngoài lắm. Cho nên nếu mà mình là người thấu hiểu nhẹ nhàng á, mình không bao giờ nói những cái câu đó, nó tổn thương lắm. Rồi chỉ có tiếp xúc với người Mỹ và nói chuyện nghe đài Mỹ. Chị nhớ là chị đi học ở trên đường lái xe hay đường đi về á, là bắt đài của Mỹ lên để nghe. Lúc đầu nghe không được nhanh, rồi mở rất là lớn để mình nghe cái giọng người ta. Ở trong xe thì mở tiếng Anh đi, chạy mở tiếng Anh về để mình quen đi cái cách nói, cái cách là nuốt từ đó nó quen dần đi. Và trong cái cách phát âm á, thì bạn phải học khẩu hình. Bạn phải học khẩu hình, nó có nhiều một số vấn đề về phát âm bạn cần phải biết, giống như những cái từ âm y dài, hay là từ tr hoặc là chữ sr, thì bạn phải phát âm chuẩn, tại vì không chuẩn là người nước ngoài không hiểu, bạn nói ga lịch người ta không hiểu, nên bạn phải nói go lịch, có nghĩa là người ta mới hiểu bạn đang nói gì. Chị nói tiếng Anh không có hay, không có mướt, nhưng mà người ta nghe hiểu hết trơn á. Cái giọng nó không giống như là bên Việt Nam, chỗ nó nghe tiếng Anh nghe hay lắm. Nhiều bạn nói rất là hay nhưng mà nghe không hiểu, là không hiểu, nhưng mà người giọng không có hay nhưng mà đọc đúng á, thì người ta sẽ hiểu. Thì là với là cái quan niệm á, là không có từ tiếng Anh nào đọc giống từ tiếng Việt hết,
không có âm nào nó giống hết. Khi mà bạn đọc giống tiếng Việt là có nghĩa là bạn đọc sai. Thì về phát âm đó nha, về phát âm á, như chữ M hay chữ N hay là chữ Q hay chữ T, tất cả mọi chữ đều phát chữ request hay là gì đó, nó đều đều khác cái từ tiếng Việt khác, nó không có từ nào giống, mặc dù ghi nó rất là giống và đọc nó cũng na ná giống, nhưng mà nó khi mà phát âm tiếng Mỹ là nó không giống, à, nó không giống. Thì mình học nghe nè, mình lắng tai nghe, mình tập nói nhiều, và đặc biệt khi nói tiếng Anh là không có nói nhanh. Nó có những cái gạch đầu dòng á là đặc biệt không nói nhanh, tại bạn nghe tay nói á, mà tay nói chậm bạn hiểu, nhưng mà tay nói nhanh tiếng Việt là bạn không hiểu đó. Cho nên á là nói tiếng Anh càng chậm càng tốt. Và cái thứ hai á là phải đổi cái cách nói liền. Khi mà mình nói cái câu này mà người ta không hiểu là mình phải đổi cách nói, không bao giờ lặp lại cái câu cũ, không bao giờ lặp lại câu cũ. Khi mà người ta what hay là người ta không hiểu, hoặc là người ta chậm lại, người ta không có trả lời là mình biết người ta không hiểu, thì mình phải nói bằng cách khác, kiểu khác thì người ta mới hiểu. Chứ mình lặp lại cái câu đó 4 5 lần người ta vẫn không hiểu mình đang nói gì hết. Thì coi phim hoặc là nghe đài, nghe những chương trình tivi. Hồi đó thì những chương trình tivi là mở thường xuyên, đài tiếng nói, đài của Mỹ CNN đó, là nghe thường xuyên, rồi nghe vừa để chữ caption cho nó chạy. Thì hồi chị học là vậy. Còn hồi đi học, đi học ở trường lấy bằng tiến sĩ thì hồi đó thì nói chung học học nhóm, học nhóm là chính. Học nhóm nó nhanh, học nhóm nó nhanh, và cái việc thảo luận qua về á, nó làm mình sáng đề rõ lắm. Và tất cả các trường đại học, những cái vấn đề trọng tâm nó đều nằm ở trong lớp học. Chị nhớ là từ lớp học lớp 1 cho tới lúc mà tới thời điểm này, nếu mà chị vô học một cái chương trình gì, bất cứ chương trình gì, là hầu như chị không có vắng mặt, không vắng bữa nào hết. Trời mưa, trời gió, giông bão, tuyết đổ mà trường không báo nghỉ học thì là chị sẽ có mặt tại lớp. Chị có mặt tại lớp. Thì đó là những cái gạch đầu dòng nhỏ nhỏ, và luôn luôn làm bài trước, không bao giờ đợi tới giây phút cuối. Có nghĩa là bài luôn luôn đọc sớm. Ví dụ như những cái bài luận văn hay là những cái bài gì dài dài á, mà nói 2 tháng nữa để nộp á, thì tháng là chị nộp mất tiêu rồi. 1 tháng lúc nào cũng làm sớm hết á, lúc nào cũng làm sớm hết, không bao giờ đợi tới tới nước tới chân mới nhảy, tại vì không kịp, nó không kịp. Và đặc biệt là học những chương trình nặng thì ngày nào phải xào ngày đó, ngày nào phải xào ngày đó. Thì đó là chị khuyên mọi người nên học nhóm, tại học nhóm nó nhanh dữ lắm, học nhóm cực kỳ nhanh, đỡ tốn thời gian mà vui nữa. Cho nên là kết nhóm lại học. Ok, vâng, chị nghĩ đó cũng nhiều ý rồi đó. Chị Biên có thể chia sẻ thêm về quá trình chị Biên lấy bằng dược sĩ được không ạ? Thì hồi đó chị chuyển một số điểm ở Đại Cương qua, mà hồi đó hình như chưa ai làm việc đó hết. Thì chị gọi điện về trường Bách Khoa, nó bắt nó cũng rất là khó nói chuyện với phòng đào tạo. Chị nói là chị muốn chuyển điểm, nhưng mà chị muốn là có dịch tiếng Anh nữa và có công chứng nữa. Thì bên trường nói không, bên trường chỉ gửi được cái văn bản gốc thôi và seal nó lại, đóng mộc ở ngoài và gửi bằng đường bưu điện. Thì họ gửi qua và họ không có lấy phí. Thì khi chị gửi qua thì chị nộp lên trường, chị lên trường chị nộp. Thì hồi đó trường Bách Khoa Sài Gòn, họ Google hay gì á, họ thấy họ chấp nhận điểm, họ chấp nhận điểm. Thì chị xong họ đưa, họ kêu mình, họ mở cái siêu đó ra, rồi họ mở về, rồi họ họ mới mới kêu mình về dịch qua tiếng Anh và cần công chứng. Thì đó mình về,
và lúc đó chị thiếu một số môn. Thì khi mà số môn mà học lại bên đây á, học lại bên Mỹ nữa cho nó đủ á, thì cái GPA nó rất là cao, là nó 3.7 trên 4. Thì về tổng số GPA á, khi nộp vào trường đại học là 3.7 trên 4, nhưng mà khi đi phỏng vấn là bị rớt. Tại vì cái người phỏng vấn mình là một cái cô Việt Nam mà cô ở Mỹ rất là lâu, mà cô nhìn mình, cô nói là học bạ tốt, cái trình độ học là tốt, nhưng mà cô nghĩ rằng là tiếng Anh của em không có được, và chị bị rớt, về đau khổ lắm, về đau khổ trong cuộc đời chưa bao giờ bị rớt hết, đau khổ lắm, rồi thấy không không thấy thấy sao, xong rồi lên trường kiện nói đòi phỏng vấn lại lần thứ hai, và cái người phỏng vấn thứ hai là thầy trưởng phòng đào tạo á, là sếp á, sếp trực tiếp phỏng vấn luôn và sếp cho đọc. Khi đó nhà trường gửi về một cái bộ hồ sơ phong bì đỏ, ở trong bìa đỏ folder đỏ chúc mừng là mình đã đậu. Thì nó có một cái kỷ niệm đó, nó ngộ lắm, ai trong gia đình cả dòng họ luôn, cả hai bên đều biết mình học cực kỳ giỏi, nhưng mà khi mà rớt đó không ai dám nói mình một lời nào hết trơn á, mình cũng nói chuyện với ai đó, nó đau khổ trong lòng. Thì đi vô học thì chương trình 6 năm thì nó kéo lại là còn 3 năm rưỡi thôi, là nhờ điểm chuyển qua đó, nó còn là 3 năm rưỡi, thì học 3 năm rưỡi, học liên tục cả mùa hè, mùa đông, Thanksgiving, Christmas gì là học liếp hết 3 năm rưỡi, ở trong ký túc xá, dọn vô ký túc xá, học thì học nhóm đó, như chị nói thì học nó khó đó, nó không đơn giản, nhưng mà việc học đối với chị nó không khó, tại vì chị đã từng học rất là nhiều rồi, cho nên là chị cũng không thấy khó gì hết trơn, học cũng rất là thoải mái, nhưng mà không phải là không có sự cố gắng nha, siêng học lắm, siêng học lắm, cho chính vì cái sự siêng học đó mà, cho nên các bạn phải học đúng thời điểm. Các bạn hay bị làm những cái việc sai thời điểm, cái lúc mà người ta, cái thời đại học á, cái thời mà được không nên đi làm mà tập trung vào việc học á, thì bạn lại đi kiếm vài đồng lẻ, rồi bạn lại hẹn hò yêu đương, rồi lúc người ta ra trường nó hoành tráng, thì lúc đó bạn lại đi học lại, thì lúc đó mình thua người khác rồi. Cho nên á, tại thời điểm mà đại học á với là trung học phổ thông á, là hãy tập trung toàn bộ cái nguồn lực của mình học, lúc đó mình bung hết hết sức để mình học, rồi sau đó mình học xong rồi khi mình ra trường mình yêu đương sau, hay là mình đi làm sau, tại vì mình đi làm mà mình đi dạy kèm, mình thấy mấy đứa đi dạy kèm cho dù mình cũng có tiền đi, mình dạy một tháng 3-4 triệu gì đó, nhưng mà nếu mà mình học mà mình không bị rớt môn, mà mình ra trường đúng thời điểm, mình ra mình có thể làm lương 30-40 triệu, nó làm gấp mấy lần. Cho nên làm gì cũng phải làm cho đúng thời điểm, chứ đừng có làm sai thời điểm, tại làm sai mùa trái cây mà nó chín trái mùa nó chết quất. Cho nên là ai đang học phổ thông, ai đã đang trong chương trình đại học là phải học thôi, tại vì nhiệm vụ của bạn duy nhất là học mà thôi. Tương lai của bạn nó ngời ngời phía trước, và không có người thành công nào mà không học đại học. Chị rất khuyên các bạn nên học đại học trước khi mình nghĩ là mình ra thành ai hay mình chọn cái nghề gì, thì cái bằng cấp đại học nó rất là quan trọng, không thể nào skip được, không thể nào bỏ qua được. Rồi thì đó là quan điểm cá nhân của chị. Dạ, em cảm ơn chị Viên ạ. Bây giờ em sẽ chuyển cái câu số 13 của một bạn 37 tuổi. Xin chị chia sẻ cách quản lý thời gian một cách an vui khi chị vẫn có thời gian dành cho gia đình, lớp coach. Cách chị học thêm kiến thức trong khi chị vẫn đi làm toàn thời gian của chị để chị em có gia đình học hỏi với ạ. Em 37 tuổi. Hồi nãy lúc đầu đầu chương trình đó, thì Vân không có thấy câu hỏi này, em thật sự cũng không thấy luôn. Câu hỏi này nằm ở phía cuối mà nãy là em tự chọn em kết nối, thì nếu mà bạn có nghe lại đó, lúc Vân mở đầu chương trình đó Vân có chia sẻ một chút về điều này nè, và đặt câu hỏi đó, chị Viên có chia sẻ rất là
Nói chung là cuộc sống của cá nhân của chị Viên một chút, bạn có thể nghe thêm. Thì bây giờ chị Viên cũng câu hỏi tương tự như vậy, chị Viên trả lời thêm cho bạn được không ạ? Được em, Dạ. có nghĩa rằng á là thời gian nào hay làm cái gì á nó cũng rất là an vui để làm á, cho nên chị không có thấy mệt, chị ngồi dài lớp cốt chị cũng rất là thấy vui vẻ để làm, hay là soạn bài cũng vui hoặc là đi làm cũng vui, có nghĩa là tâm thái nó rất là an vui, cho nên làm việc gì bao nhiêu việc nó cũng không có mệt hết á, không có than oán, cũng không có lấy vấn đề của ai làm vấn đề của mình, vấn đề của ai là vấn đề của họ. Ok, mình cũng không muốn thay đổi ai, mình cũng không muốn manipulate ai, mình cũng muốn lợi dụng ai, mình chỉ lo cái việc của mình thôi, và mình an vui, mình làm hết sức có thể thôi, mình cũng không có giận hờn ai, đâu có giận hờn ai đâu mệt, mình cũng không có trách ai, cũng đâu có gì đâu mệt. Thật á, các bạn thấy mà mình giận hờn ai không có đâu, mình trách mà hờn ai cũng không có, mình làm gì ai không bao giờ có cái tâm thái đó, cho nên á là cứ thức dậy là vui vẻ sống, vui vẻ làm việc, vui vẻ tới 9 giờ tối mà chị bước ra khỏi chỗ làm chị vẫn cười, vẫn vui vẻ trong chỗ làm á, thì có lẽ là cái sự khác biệt của chị là ở cái nụ cười. Chị gặp một người nào đó chị cười rất là vui, mà rất là tươi, mà rất là người ta rất dễ đón nhận, tại vì rất nhiều người họ nói rồi, họ nói là khách hàng á, họ nói là có nghĩa rằng đừng có cười với tao như vậy, có nghĩa là tại từ đâu mày có nụ cười đó như vậy, rồi làm sao tao làm việc với what I do with your smile, có nghĩa rằng là cứ cái khuôn mặt của mình á, cái tâm thái mình an vui và mình luôn luôn tươi, mình luôn luôn đón nhận người khác thì nó không mệt. Và nghĩ là cái cường độ mình làm việc thì mình mệt, mình không mệt, cho nên á là quan trọng nhất là cái tâm thái ha, quan trọng nhất á là cái phiên bản của mình nó có thăng bằng hay không, chứ mình sinh ra oán trách thì mình thôi rồi, còn cái việc của mình luôn luôn mình luôn luôn muốn cho ai đó tốt đẹp, mình luôn luôn có cái tâm thái là mình làm gì được cho người khác thì tự nhiên mình làm được cái gì đó mình thấy mình an vui dữ lắm, mình thấy không có vấn đề gì hết đó. Cho nên công việc chị thì phải nhiều, với lại là priority, những cái việc nào quan trọng làm trước, những cái việc nào bớt quan trọng thì làm sau, chứ nếu mà làm hết thì không hết, có nghĩa là tin nhắn hay gì, những cái gì mà mình có thể đợi được thì mình trả lời sau, còn những công việc quan trọng mà phải làm trước là phải làm trước. Thì nói chung là siêng năng, bạn mà là một cái người mà không siêng năng á là nó không phải là chỉ là một cái người lười biếng đâu, mà người lười biếng á nó sẽ mang thêm những cái lỗi tội khác, là cái lỗi là mình vô tâm, hoặc là mình vô trách nhiệm, hoặc là mình không có nhiệt tình sống á, nó cũng làm cho người khác xuống tinh thần dữ lắm. Cho nên á là bạn làm nghề gì cũng vậy, môi trường nào cũng vậy, bạn phải siêng năng trong công việc, phải thật sự siêng năng, đừng có lười biếng. Tại khi mà mình lười hoặc là mình nghĩ là không cần phải làm á, thì mình sẽ bị rất nhiều người họ không có thích mình, người ta chỉ thích những người siêng năng thôi. Còn những cái người mà không có làm nhiều á thì ngoài cái lỗi người lười biếng á, nó còn nhiều cái lỗi khác lắm, mà người ta mình không có làm gì để hại ai hết, người ta cũng không thích gần mình, không ai thích gần cái người lười biếng hết á. Lười biếng nó không phải là chỉ là một cái thói quen, mà nó là ảnh hưởng tới nhân cách của bạn, nó ảnh hưởng tới uy tín, nó ảnh hưởng tới phẩm chất, nó ảnh hưởng tới là cái phiên bản, nó ảnh hưởng tới chất lượng, nó ảnh hưởng tới cái độ quan trọng của bạn trong các mối quan hệ xã hội nữa. Cho nên á, là không thể nào lười biếng được, không thể nào lười được, đặc biệt trong gia đình. Rồi, ok, vâng. Dạ, hồi nãy chị Viên có chia sẻ là ngoài cái việc chị Viên đi dạy rồi dành thời gian cho gia đình thì chị Viên đọc rất là nhiều sách để mà có thêm kiến thức.
Thì có bạn bạn cũng hỏi lại là cách chị thêm kiến thức ngoài việc đọc sách đó đó chị, thì chị có thể chia sẻ thêm cho các chị em để, vì ai cũng có gia đình, có thể là thời gian bận bận rộn rộn quá chị, thì không biết như thế nào để mình học hỏi để nâng cao kiến thức thêm đó chị. Thì mình phải có một cái tâm thái là rất thích tri thức, rồi mình sử dụng AI. Thời gian nay chị sử dụng AI rất là nhiều, có nghĩa rằng là bạn sẽ biết rằng á, là khi mà học tới một cái tầm nào đó, tự nhiên bạn đọc những cái tri thức khác á, bạn lãnh hội rất là nhanh. Những bạn trẻ thì 20 thì đọc có thể hết một cuốn sách mới hiểu, nhưng mà những cái người mà 50 thì họ có một cái sự hiểu biết hết rồi, cả cuốn sách á, hầu như họ có thể viết cuốn sách đó mà. Cho nên á, đôi lúc á, học một cái tri thức gì á, người ta chỉ cần đọc cái mục lục thôi là người ta đã nắm hết cuốn sách đó rồi, không có cần phải nghe hết. Và khi mà người ta tìm AI á, người ta đặt những câu hỏi rất là trọng điểm, và chị sử dụng AI từ lúc ChatGPT ra đời á, là chị đã sử dụng nó rất thường xuyên rồi. Nhưng mà không phải ai sử dụng AI cũng hiệu quả, nó tùy vào cái trình độ của mình, cái trình của mình thì mình tiếp cận AI nó sẽ nhanh hơn, cho nên cái việc đi tìm tri thức nó nhanh hơn. Nhưng mà những cuốn sách đó, nó cũng có những phần á là mình đọc cái mục lục, nhưng mà có những phần á là mình phải có một cái kiến thức nền tảng trước, hệ thống trước, có nghĩa là tri thức đó nó tới từ cái trường phổ thông trung học, nó tới từ nhiều trường đại học, có nghĩa là chị học tới 3 trường đại học luôn mà. Cho nên á, cái việc nắm bắt kiến thức nó rất là nhanh, nó nhanh hơn các bạn nhiều. Thì họ có một cái danh xưng cho những cái người là khi họ học tới cái tuổi nào đó thì họ tự nhiên họ biết, chứ họ không cần học nữa, chỉ cần ai nói đó tới vấn đề đó tự nhiên họ biết. Và chị biết là có nhiều anh giỏi như vậy, họ họ biết tất cả các lĩnh vực, mặc dù là họ không phải là chuyên ngành, nhưng mà khi bạn nói chuyện là họ có thể nói chuyện, họ có thể hiểu được cấu trúc, cơ cấu, hệ thống. Thì có những con người là học tới cái thời điểm là họ chỉ cần nghe vấn đề thôi, hoặc là nghe cái cách bạn đặt vấn đề thôi thì người ta đã hiểu rồi, tại vì họ đã học quá nhiều rồi, đã học quá nhiều rồi. Cho nên đó là bạn cũng khó để hỏi một cái người 20 tuổi mà hỏi chỉ cái cách học, tại vì cái cách học của chị bây giờ nó khác với các bạn rất là nhiều. Mình đi tìm tài liệu hay cái cách mà mình access thông tin đó, nó nhanh lắm, nó chớp nhoáng lắm, nó nắm bắt vấn đề rất là nhanh, cho nên nó không giống đâu. Còn các bạn thì đôi lúc phải bắt đầu những cái bước ngày xưa của chị là phải đi đọc từng chữ của cuốn sách, ngồi tóm tắt hay là đọc những cái ý đó. Còn bây giờ thì chị đi là chị đi tóm tắt nè, hoặc là những cái chương nào đó mà mình nghĩ là mình cần đào sâu á, thì mình sẽ đọc. Nhưng mà cái việc mà đọc biết cả tiếng Anh và tiếng Việt nó tốt lắm, tại vì tiếng Anh nó thông tin nó dễ access, tại vì những cái nền tảng lớn ở trên thế giới đều dùng tiếng Anh hết, tài liệu cũng vậy, cho nên đó cũng là một cái lợi thế nữa. Thì có chơi ngày nào đó rảnh thì mình sẽ nói thêm. Dạ, em cảm ơn chị Biên ạ. Trước khi chuyển sang những câu hỏi kế tiếp, vì câu hỏi kế tiếp thì nó rất là dài, em nghĩ là chị em chúng ta nên để cho chị Biên nghỉ một chút, để mà mình trước khi mình quay lại thì mình sẽ tạm thời 2 phút để cho chị Biên có thời gian một chút để chị Biên uống nước, nghỉ ngơi một chút trước khi em đọc những câu hỏi này rất là dài ạ. Dạ. Em có thể cho Hiền có thông báo gì cho bạn thông báo. Dạ. À, Hiền ơi, em có chia sẻ hay là thông báo gì đến với các chị em á, mình mở mic chia sẻ nha em. Em xin chào chị Viên, sáng chủ nhật. Em xin chào chị Vân và tất cả các chị đang có mặt phòng Zoom, cũng như là các chị sẽ xem lại buổi Zoom ngày hôm nay. Em có một thông báo nhỏ thôi là hiện tại thì vẫn có nhiều chị nhắn cho em á, liên lạc với em là hỏi về lớp code á, thì các chị có thể nhắn trực tiếp cho chị Biên, hoặc là nếu không biết Facebook cá nhân của chị Biên thì có thể nhắn cho em để em gửi thông tin của chị Biên, Zalo gì đó để cho các chị mình có thể liên lạc trực tiếp để hỏi về lớp code. Đi lớp code là học được gần 2 tháng rồi, hiện tại là học được gần 2 tháng rồi, và nếu bây giờ mình vẫn vào vẫn còn kịp á, tại vì
năm sau thì học phí của chị Vi có thể lên khá là nhiều, cho nên nếu mà mình có cơ hội thì em thấy cái khóa năm này đúng là cái cơ hội cho mình, là học phí khá là tương đối là phù hợp với các chị của mình. Rồi, em chỉ có thông báo đó thôi, cho nên là các chị có thể nhắn cho em hoặc là cho chị Vi. Em cảm ơn chị Vân, em cảm ơn chị Vi. Rồi, cảm ơn Hiền. Thì trước khi đợi chị Biên quay lại, Vân chia sẻ một chút nhạc mình nghe chiêu chiêu để trước khi quay lại câu hỏi dài của buổi livestream nha. Sẽ sao? Chắc là không có chia sẻ nhạc Vân, Dạ trừ hả khi em chị? biết rằng là nó không có bị vi phạm bản quyền á, Dạ, tại em chỉ mở trên YouTube là, dạ để em stop ạ. Tại em chỉ mở YouTube thôi chứ không phải là chia sẻ cá nhân của em nha. thì em mở YouTube là nó sẽ bị vi phạm bản quyền, Dạ nó xong. bỏ rồi đó, Dạ. khi mà mình đăng YouTube là nó sẽ báo. Dạ. Thôi mình Rồi, chỉ nghĩ tiếp là tục em đi tiếp hả chị hả? tục. Dạ. Dạ. Câu hỏi này thì câu hỏi cũng phải khá dài một chút. Là câu anh có mời em đi chơi xa vào tháng 10 này và cuối năm nay. Nhưng em nghĩ vẫn còn hơi sớm để đi du lịch cùng nhau vì tụi em hẹn hò mới 2 tháng à. Anh ấy cũng đã xin em cho quan hệ nhiều lần nhưng em đã nói rằng mình cần thêm thời gian để tìm hiểu và đôi khi em nói em cảm thấy không thoải mái hoặc chưa sẵn sàng. Em có nên nói rõ với anh rằng em muốn chờ đến lúc cưới không chị? Và một phần nữa là em đạo Thiên Chúa ạ. À. Dạ. Yeah. Thì mình khoan nói tới vấn đề đạo đức đã, mình khoan nói đến vấn đề luân lý đã, tại vì nó không cần thiết đó. Cho nên là em không đi thì em sẽ lấy những lý do khác, ví dụ như là ba mẹ không có cho đi, hoặc là ngày xưa giờ em chưa từng đi như vậy với bất cứ ai. Chứ em cũng cần nói phải đợi tới ngày cưới. Thì tại vì đi thì cái chuyện đó nó xảy ra, chị tư vấn rất nhiều rồi. Các bạn đi các bạn thuê phòng riêng, các bạn cầm cự cho tới ngày thứ tư thì ngày thứ năm đó là bị sập hố, và các bạn về rất là đau khổ, nói rằng là em đã học rồi nhưng mà tại sao em vẫn bị vướng. Bạn biết khi mà bạn thương một người và khi người đàn ông đó thương bạn đi thì cái việc mà hai người gần nhau nó tự nhiên dữ lắm, nó bạn đâu phải thánh đâu mà bạn có thể cưỡng lại, và bạn đâu có tội lỗi gì trong cái việc đó. Cái việc đó nó xảy ra nó rất là tự nhiên của hai con người khác phái, nó không có sự thu hút, không ai cưỡng lại nổi đâu, trừ những cái người họ có gia đình và họ có những cái niềm tin mãnh liệt thôi. Còn hai bạn mà độc thân rồi thì không có thiên lôi nào mà xuống mà cản nổi được hết á. Cho nên bạn bạn là cái người như vậy thì bạn nên ở nhà. Bạn tin vào cái niềm tin đó thì bạn ở nhà. Tại vì cho dù người đàn ông nha, không ăn chơi hay là đạo đức hay là người đàn ông truyền thống hay không truyền thống đều không thích những người phụ nữ dễ dàng. Cái điều đó cho dù á, là khi mà cua em á, thì mấy anh đều nói một câu giống nhau là thời buổi này rất là tự do rồi, rất là thoải mái trong việc đó rồi, em còn mang cái phong cách cổ điển hoặc là cổ hủ quá. Thời đại đời này đại này là thời đại nào rồi thì anh nào cua rồi cũng có một câu vậy thôi. Nhưng mà người nào rồi cũng thích là người bạn gái của mình là cái người không dễ dãi. Cho nên đó là các bạn không nên vội vàng quá. Mình muốn bắt con cá lớn là mình phải có cái sự ý chí, và mình đừng có lấy cái bản năng ra mà mình thử, là mình không thắng nổi, không thắng nổi, làm sao thắng nổi. Mà hai người đi du lịch riêng làm sao chuyện đó không nảy ra được. Em có là sức mạnh ngàn cân đi nữa em có thể mạnh hơn anh ta, em cũng không thắng nổi mình, tại vì bản thân mình cũng muốn mà. Thì chị nghĩ rằng là em không nên nói chuyện là đợi tới cưới,
Tại vì 2 tháng nó quá sớm, người ta đã ngỏ lời gì đâu mà mình đã nghĩ tới chuyện cưới xin rồi. 2 tháng chưa chắc người ta chọn mình là bạn gái, nhưng mà 2 tháng người ta đã muốn lên giường với mình là chuyện đó là chắc chắn. Rồi ok Vân. Chị Yên có nói dùng một cái này rất là hay là vì phụ nữ chúng ta có phải là dễ bị cảm xúc chi phối đúng không chị? Cho nên lúc mà chị Viên nói là chị Viên nói là phải dùng một cái lực ý chí. Em thấy cái câu đó đó là dùng câu mà để chốt cho cái câu 14 này á, là rất là tuyệt vời vì mình phải dùng một cái lực ý chí rất là lớn. Và 2 tháng đó, chị thì không phải là chưa có gì đâu mà gọi là cưới đúng không chị Viên, cho nên mình cứ nên từ từ, không có nên vội vàng. Và chị Viên nói là cũng không cần phải muộn cái lý do, không cần đợi ngày cưới gì cả, mà mình dùng ý chí mình sẽ khéo léo từ chối. Em đọc tiếp câu 15 ạ. Mỗi lần bạn trai lên nhà em chơi, anh ấy có đề nghị sửa những việc lặt vặt trong nhà em như thay bóng đèn, thay ống nước, sửa tủ lạnh. Em tỏ ra rất là vui và cảm ơn anh vì sự giúp đỡ, nhưng đã hơn 1 tháng em vẫn chưa thấy anh làm. Em biết những việc đó không quá quan trọng nên để từ từ cũng được. Vì tụi em chỉ mới quen nhau thôi nên em vẫn còn ngại chưa dám mở lời. Em có nên nhắc khéo anh không chị? Hay đó chỉ là những lời anh nói để em vui và cho em biết rằng anh quan tâm đến cuộc sống của em mà thôi. Không nên nhắc, nhưng mà đương nhiên là không nên nhắc rồi. Nhưng mà có những chuyện á, người đàn ông á họ không thể làm, chứ bạn đừng nghĩ đàn ông có thể người nào cũng biết làm hết mọi chuyện. Có nhiều chuyện họ họ thấy vấn đề đó nhưng mà không làm được, họ không có biết sửa, họ không biết tắt điện như thế nào, họ không biết chạy dòng điện như thế nào, cho nên họ rất là sợ phải đụng vô cầu chì hay là bắt thêm đèn hay là chạy thêm dây á. Nó khó. Cho nên đó là tụi em mới quen nhau nữa, cho nên em không có nên nhắc. Nếu mà anh làm thì anh làm, còn anh không làm là không làm. Cái việc của mình á là mình không có lấy cái vấn đề sửa mấy cái chuyện trong nhà đó để mình ra đánh giá cái mối quan hệ, hay là mình làm sao mình thu hút một người. Mình thu hút một người là mình cứ dễ thương ha, mình cứ phải làm cho người ta thương mình đã. Còn mấy cái vấn đề nhỏ đó nó không có liên quan đến vấn đề tình cảm nhiều, mà cũng không phải vấn đề mà em cần phải điều chỉnh người đàn ông này hay gì hết. Em là một cái phiên bản mà ai cũng muốn em, ai cũng muốn ở gần, ai cũng muốn đầu tư cho mình, ai cũng sợ mất mình. Thì đó là cái việc chính mà mình làm, còn những cái việc kia không cần nhắc, thì không nghĩ rằng là em nên nhắc. Bạn có đặt cái câu hỏi thứ hai là cái hành động mà anh chưa có làm đã hơn 1 tháng rồi sau khi mà anh có đề nghị á, thì bạn hỏi là hai đó chỉ là lời anh nói để em vui và cho em biết rằng anh quan tâm đến cuộc sống của em, tại bạn cũng còn phân vân với điều đó chị. Thì đương nhiên là người đàn ông nào họ cũng muốn thể hiện điều đó mà. Nhưng mà điều đó nó có ý nghĩa gì? Ví dụ như ảnh có quan tâm em tới cái việc đó, nhưng mà những cái hành động sắp tới, những cái ngày hẹn hò sắp tới, những cái quan tâm sắp tới của ảnh chứ đâu. Nó nói chung á là mình tạm thời mình để mấy cái chuyện mà sửa bóng đèn bóng nước qua một bên đi, và sửa luôn cái sự quan tâm đó qua một bên đi. Mình đánh giá một cái bức tranh lớn đi, là người đàn ông này có đủ tiêu chuẩn chưa, có nghiện ngập gì hay không, mấy dạo gần đây á, có chăm sóc mình hay không, có thể hiện tình cảm như thế nào, có lịch sự, có nhã nhặn ngôn từ như thế nào. Mình đánh giá những phần khác, mình tạm thời mình quên cái phần ống nước này qua một bên đi nếu mà mình không có biết rõ. Viên đang dẫn cho các bạn đi đến là nhìn cái bức tranh tổng thể, nhìn bức tranh lớn và xa hơn, còn với cái việc như sửa bóng đèn ống nước gì đó từ từ, tại vì mình cần phải tập trung và xem anh ấy có đang làm mình vui hay không, đầu tư như thế nào cho mình trong những cuộc hẹn hò hay là quan tâm chăm sóc mình như thế nào, còn việc kia thì mình cứ để từ từ cân nhắc đúng không chị? Em đọc tiếp câu 16 à. Em có một người bạn nam gặp vấn đề là mối tình lâu năm sắp kết hôn của anh ấy vừa chia tay.
thì lấy chồng liền luôn. À, vì chị ấy không đợi được anh ấy, do anh ấy đang học thạc sĩ nội trú. Bây giờ anh ấy rất mất niềm tin vào tình yêu và hôn nhân gia đình, vì các bạn đồng trang lứa của ảnh đều đã gần như ly dị gần hết. Làm sao để em giúp ảnh ạ? À? Anh ấy là một người đàn ông chất lượng, nhưng anh ấy có nút thắt như vậy nên trở thành đối tượng kém tiềm năng trong mối quan hệ tình cảm. Chứ nếu anh ấy bình thường thì em cũng mong muốn tìm hiểu ảnh. Một bạn gái 26 tuổi ạ. À? Là câu hỏi này ạ. À? Đúng là hỏi là biết em thấy trẻ rồi, tại vì chỉ người trẻ mới giống như là lo lắng cho người khác và muốn giúp người khác. À, trong câu chuyện này á, thì em không có giúp ảnh được, em không thay đổi nhận thức của anh được, em cũng không chữa lành được ai em được ảnh, nhưng mà em chỉ có phần của em thôi, có nghĩa là làm sao là em là cái người phụ nữ mà khó cưỡng lại. Cho dù người ta có tổn thương đi nữa nhưng mà người ta không hốt bà này thì nó mất, nó uổng quá, nó uổng quá, sẽ không có cơ hội lần thứ hai trong cuộc đời của họ. Cho nên có tổn thương, có mặt đầy máu đi nữa cũng đáng rét tới nhà em để mà khiêng em về, thì cái đó là cái điều mà em có thể kiểm soát được, tại vì em dễ thương như thế nào em hoàn toàn có thể kiểm soát được. Rồi đối với ảnh, em ngôn từ của em, cái cách em giao tiếp nó rõ ràng như thế nào, à, thì nó cũng giúp ảnh, có nghĩa là mình sẽ kiểm soát những cái phần mình có thể làm thôi, mà nó ảnh hưởng lên người khác thôi, cái sự tự tin của họ hay là niềm tin của họ vào mình thôi, có nghĩa là mình hoàn toàn chỉ có kiểm soát được mình thôi, những cái hành vi, những cái lời nói của mình thôi, chứ mình không đi theo cái hướng là mình nói gì với ảnh để chữa lành ảnh, hay là mình nên giúp ảnh như thế nào để chữa lành ảnh, những cái việc đó không thể nào làm được khi mà nó liên quan tới con người khác là không có thể nào được. Nhưng mà những cái gì mà mình á, mình có thể thay đổi để mình ảnh hưởng của người khác là mình có thể làm được, thì có hai việc em làm. Thứ nhất á, là em phải tăng cái độ sức mạnh quyến rũ của mình lên. Sức mạnh quyến rũ ở đây là em có thể nữ tính hơn, em rất là nhẹ nhàng, em rất là dịu dàng, em rất là cái người rất thích người khác, rất thích ở gần. Và điều thứ hai á, là em không có mập mờ, không có nói lời gì mà nửa nửa hoặc là che giấu người gì, mọi thứ nó rõ ràng ra để cho người ta tin, có nghĩa là thương thì nói thương mà không thương thì không thương, hoặc là người ta hỏi câu gì thì em trả lời câu đó, chứ đừng có mập mập mờ mờ, người ta lại bị chính câu chuyện của mình người ta lại bị vết thương cũ. Thì đó là cái mà câu trả lời của chị cho em. Dạ, anh cảm ơn chị Viên ạ. Chị Viên chia sẻ ở đây có hai ý. Vân, tại vì câu này hơi dài thì Vân sẽ nói là giúp bạn để bạn có hình dung ha. Thứ nhất là chúng ta, có nghĩa là phụ nữ mình đó, không thể giúp đỡ người đàn ông chữa lành, anh ấy phải là người tự thay đổi thôi. Và thứ hai đó là chúng ta không thể thay đổi người khác được, và mình chỉ có thể kiểm soát được cái phần của mình thôi. Thì giống như là như chị Viên nói, là ngôn từ, lời nói, hành vi của mình, thì mình làm như thế nào để trở nên cái phiên bản nhẹ nhàng nữ tính của mình, và mình nên rõ ràng trong trong cái mối quan hệ đó, thì sẽ rất là dễ cho bạn hành xử. Dạ, em cảm ơn chị Viên. Bây giờ em đọc trước câu số 17, câu này là khá là dài chị ạ. Em có quen một bạn trai, em hiểu tính cách của bạn và tính cách của bạn khá giống em. Cái tôi cao và khá là gia trưởng, tự trọng cao nữa, nên khi cãi nên khi cãi nhau cảm xúc của em không ổn định. Em cảm ơn chị đợi, em sẽ đọc lại. Nên khi cãi nhau cảm xúc em không ổn định, em rất hay trách mấy câu, ví dụ như anh thay đổi rồi, anh không còn yêu em nữa, anh tệ thế này thế kia, anh không nhớ em. Thì bạn không năn nỉ em mà bạn trả lời, ừ hết rồi, anh là vậy đó, đúng là vậy. Nhưng em xuống nước em trách móc kiểu nũng nịu, hoặc tôn bạn lên thì bạn rất ngọt ngào và cưng chiều em. Nhưng tính cách của em, cái tôi cũng cao, nên mỗi lần em xử lý khôn khéo vậy, em lại có cảm giác khó chịu trong lòng. Bản thân em thích ra lệnh, thích người ta làm theo ý mình á. Cho em hỏi làm thế nào để em không cảm thấy khó chịu như thế khi em ứng xử xuống nước, vì em luôn muốn hơn người ta thôi.
Hoặc là em có nên quen bạn trai có tính cách như vậy nữa không? Hay tìm người bạn trai có tính cách nghe lời hay xuống nước năn nỉ em? Mà khổ nỗi mấy người năn nỉ em, cái gì cũng nghe lời em, thì em lại không có yêu họ. Em hay yêu mấy người kiểu chảnh vậy đẹp, chảnh vậy nè. Chị cho em xin lời khuyên, em cảm ơn chị. Có nghĩa là chị cũng đoán em rất là trẻ, tại vì những người có phụ nữ có tuổi trưởng thành hay là có trải nghiệm, người ta không bao giờ hỏi những câu như thế này. Đặc biệt là em còn trẻ em mới hỏi như vậy, thì còn quá trẻ và rất trẻ nha, em còn rất trẻ. Tại vì cái người phụ nữ mà họ có trải nghiệm á, họ họ biết cái vị trí của người phụ nữ. Không phải là họ không thông minh, không phải là không có bản lĩnh, nhưng mà họ hiểu được á, là trong chuyện tình cảm thôi, trong câu chuyện tình cảm thôi, trong câu chuyện tình yêu thôi, thì người nữ nên như thế nào và người nam nên như thế nào. Phụ nữ chúng mình á, là thích được bảo vệ, được che chở, được thương yêu, được cưng chiều, được che chở. Thì mà nếu mà chúng ta không có biết cái vị trí của mình á, mà chúng ta dương quá thì đâu có ai che chở cho mình, thì những cái cảm giác đó thì bị mất hết. Tại vì chúng ta không đứng ở vị trí thì làm sao chúng ta lãnh quà được, đúng không? Chúng ta phải đứng ở vị trí á, là chúng ta muốn có người đứng ở bục cao hơn và trao quà xuống cho mình, thì mình phải đứng ở vị trí nhận quà chứ, mình phải thấp hơn một cái để người ta cho mình chứ. Chứ mình hơn người ta thì người ta không có cho, người ta không có âu yếm, người ta không che chở. Mình cao hơn thì người ta đâu che chở. Thì em muốn cao hơn cũng được, nhưng mà cuối cùng những cái điều em nhận lại thì không được, nó không có. Cho nên đó là những người phụ nữ có trải nghiệm, người ta biết vị trí của họ. Kêu người ta dương, người ta không có dương. Tại vì nếu người ta dương quá, người ta mạnh mẽ quá, thì người ta không có được cái thứ người ta muốn. Cho nên để có người ta có thứ người ta muốn, người ta sẽ bước xuống. Cho nên khi em hiểu được cái điều đó thì em làm nó rất là tự nhiên, em làm nó rất là tự nhiên, mà em không có thấy cái sự gì đó mà khó chịu ở trong lòng hết, không có thắng thua gì ở đây hết. Và trong cái phần hành xử của em á, cái phần em kể là những cái phần là tối kỵ, khi nào chị cũng la rất là nhiều lần, la lớn rất là nhiều lần. Mình không bao giờ nói với người đàn ông rằng á là anh hết yêu em rồi, hoặc là anh thay đổi rồi, hoặc là tình cảm của mình nó thay đổi rồi, nó phai nhạt rồi, hay là anh tuột mút với em rồi, hay là anh đã xuống, anh đã hết yêu em rồi. Những cái điều đó là không bao giờ nói, đặc biệt là người phụ nữ. Tại vì khi bạn nói thì người ta tin đó là sự thật, người ta tin đó là sự thật, mặc dù á có thể là người ta vẫn còn yêu bạn như xưa, nhưng mà bạn nói tự nhiên người ta chạnh lòng, người ta khờn lại, người ta hỏi có khi nào mình thật sự mình hết tình cảm với người phụ nữ này không. Điều đó nó rất nguy hiểm. Mình không có củng cố cái tình cảm đó thì thôi, chứ tại sao mà mình lại đi theo cái hướng là mình là cho người ta những cái ý tưởng đó. Những cái ý tưởng đó rất là táo bạo và rất là nguy hiểm và không lời cho phụ nữ. Cho nên là không bao giờ nên nói những câu như vậy. Thì đó là cái phần mà em đã làm sai. Cái phần sai thứ hai á, là em không có đứng ở vị trí người phụ nữ. Em đâu có tranh chấp cái vị trí đó, tại vì khi em được cái vị trí em thắng bạn rồi á, thì bạn đâu có gì để mà cho em nữa, bạn đâu có gì lớn lao để che chở em nữa, thì làm sao mà mình được có những cái cảm giác đó bây giờ? Khi mà mình quá mạnh mẽ rồi thì mình đâu có cảm giác đó. Thì người đàn ông họ chỉ quỳ dưới chân mình thôi, mà mình đâu thích những người quỳ dưới chân mình. Cho nên là khi em hiểu điều đó thì em tự nhiên em sẽ biết phải làm gì. Có lẽ là em trẻ và có lẽ là em ít nghe like của chị á. Chị chắc chắn là em mới, chứ nếu mà em đã nghe like của chị nhiều rồi thì em không hỏi những cái câu như thế này. Ok, vâng, mình có thể qua câu khác. Dạ, em cảm ơn chị Liên ạ.
Bây giờ em sẽ xin phép đặt những câu hỏi của mấy chị bạn, các bạn đặt ở ngoài live. Là bây giờ em mới phát hiện chồng vẫn còn yêu người cũ rất sâu đậm, vẫn luôn nhắn tin hỏi thăm bạn bè về cuộc sống của cô ấy. Em phải làm sao hả chị? Thì hai bữa nay là trong lớp code đang học cái lớp người thứ ba, mà cho dù là học người thứ ba không phải là dành cho người thứ ba mà đặc biệt cho các bà vợ, tại khi mà các chị vợ học hai cái lớp này là tự nhiên vững tâm để giữ hôn nhân của mình lắm, không có hề có cái sự xao động gì ở đây hết trơn, vững ghê lắm, tại vì mình hiểu được cái tâm lý của người đàn ông, cái sự diễn biến khá là nhanh chóng của họ trong quá trình họ quen mình, bản thân của họ không có nhận ra, nhưng mà cảm xúc con người thì nó sẽ thay đổi, cho nên đó là ảnh không có lừa mình, ảnh cũng không có gạt cái người thứ ba, nhưng mà có một điều đó là cảm xúc ở bên trong đó, của người đàn ông đó nó sẽ đổi theo thời gian, nó sẽ đổi theo thời gian, cho nên mình không biết là cái thời điểm nào nó đổi và thời điểm nào nó sẽ, nhưng mà về lâu về dài rất bất lợi cho người thứ ba và rất có lợi cho người người vợ, chỉ cần người vợ không buông tay thì sẽ không mất cái người chồng của mình, và cái thời gian mà ảnh say nắng đó nó cần một cái thời gian nhất định để cho nó vơi bớt đi, và mọi thứ, có nghĩa rằng là trong cái chuyện này nó tới ba cái nhân vật chi phối lận, người vợ bị chi phối, người chồng bị chi phối và người thứ ba cũng bị chi phối, có nghĩa rằng là cho dù bạn muốn anh ấy yêu cổ rất là lâu dài thì cũng không có thể xảy ra, tại vì cổ có thể có bạn trai, cổ có thể có chồng, thì cổ không muốn tới tiếp tục cái mối quan hệ này nữa, cho dù chồng bạn vẫn muốn thì để cho bạn, có nghĩa rằng là người người đàn ông á họ vẫn tin rằng là họ là không phải là cái người chơi bời, không phải là cái người hời hợt, quen một người phụ nữ nào là chỉ qua đường rồi xong rồi vứt đi, như không hề quen biết, họ thấy làm cái điều đó rất trái với đạo đức và rất trái với lương tâm, cho nên trong bản thân của họ, nếu mà không còn tình cảm hay còn tình cảm thì họ đều làm những cái động thái đó, họ muốn nhắn gửi với cái người mà phụ nữ đó rằng là họ còn quan tâm đó, họ vẫn còn quan tâm tới cổ đó, để cho họ có cảm giác họ là cái người có đạo đức nữa, chứ không phải là khi nào cái động thái nó xảy ra nó đều là vì người thứ ba đâu, cho nên trong cái diễn biến về động cơ cũng như hành vi của con người nó khá phức tạp, bạn phải là một cái người có cái sự hiểu biết khá rộng để mình có thể giải thích, mình có thể nhìn một bức tranh tổng thể để đánh giá một con người là còn thương hay không, còn lưu luyến hay không, hay là còn gì hay không á, thì nó cần một cái sự hiểu biết khá rộng, nhưng mà để gọi rằng là ảnh còn hỏi thăm về người cũ là nó còn thương còn lưu luyến thì nó cũng lưu luyến thì chắc chắn nó còn, nhưng mà nó có nguy hiểm tới gia đình của mình không thì thường nó sẽ không nha, thường những tin nhắn của chồng với người yêu cũ hay là người thứ ba đó nó không ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình của bạn đâu, hạnh phúc của gia đình của bạn á, là do bạn tạo nên, cái tình nghĩa vợ chồng mà chị vẫn luôn nói á, là người yêu có thể nó phai nhạt tình cảm, rung động nó sẽ bớt, nhưng mà vợ chồng càng sống càng có nghĩa, càng có tình, càng sống nó càng mặn, càng sống nó còn càng đậm, chứ bạn đừng có lo rằng là mình sẽ mất đi cái rung động đó hay là mất đi cảm xúc, chồng vợ không nói về cảm xúc, không nói về rung động, chồng vợ nói về nghĩa, về tình, cho nên á là mặc dù là ăn thua đủ với nhau nhưng mà nó có những cái sợi ràng buộc, sợi dây ràng buộc mà nếu bạn cho đó là ân tình á và bạn cho đó là cái nghĩa, cái chồng á, thì là bạn thấy là nó rất là đáng quý, còn nếu mà bạn đánh giá thấp những cái điều đó thì bạn nói là sống với nhau như cực hình, là bạn đã chọn cái suy ý, cái nhận định của mình về vấn đề nó đã sai và mình sẽ đi sai, sẽ đi sai, cho nên bạn phải thay đổi cái nhận thức đó, và mình tin rằng là hai con người vợ chồng ở nhau một ngày
phu thê, có nghĩa là nó có một câu người Việt hay nói là nó ân nghĩa nó trọn đời đó, cho nên là vợ chồng nó khác lắm, nó khác lắm, đừng có đánh giá thấp và đừng luôn có hở ra là than oán về cái hôn nhân của mình, mà nên tìm cách như thế nào để làm cho cái ngôi nhà của mình hạnh phúc. Tại vì phía sau của một con người, gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất. Bạn có thể đi ra ngoài ăn chơi say nắng, nhưng mà gia đình là nơi bạn trở về, nơi có những người con, nơi có người spouse của mình, người phối ngẫu của mình. Cho nên á, là bằng cách này hay cách khác, hãy sửa cái hôn nhân của mình. Đừng có để cho sống nó có một cái suy nghĩ rằng là mình đang chịu đựng. Và chị chắc chắn rằng khi các bạn nữ sửa là sẽ được, tại vì bạn chưa từng sửa thôi, chứ bạn sửa là sẽ được, chắc chắn nó sẽ đẹp hơn. Thì đó là cái quan điểm riêng của chị. Dạ, em cảm ơn chị Liên ạ. Chị Liên có chia sẻ là chúng ta phụ nữ nên nhìn nhận cái bức tranh nó theo một cái tổng thể bao quát, và mình cần phải có sự hiểu biết một cách rõ ràng và thấu đáo trước khi mà mình đưa ra những cái nhận định nào mà chỉ có mới một chiều hay hơi phiến diện, đúng không ạ? Vì tình cảm vợ chồng là rất là đáng quý, để chúng ta trước hết phải có cái nhận định đúng thì sẽ dẫn cho những người phụ nữ đi theo cái hướng đúng đắn. Còn nếu không, chúng ta rất là dễ bị chệch hướng sau khi mà chỉ nhìn thấy một vài tin nhắn hỏi thăm hoặc là một cái vài thông điệp trao đổi là mình đã vội đưa ra kết luận, thì sẽ làm cho cái mối quan hệ của vợ chồng mình nó sẽ không có được gắn kết. Em xin phép đọc câu số 2. Chị Viên ơi, bố em thì cũng ngoài 50, đang làm công việc tự do, nhưng một tháng chỉ làm vài ngày, thành ra cuộc sống gia đình không được đầy đủ. Mẹ em thu nhập cũng chỉ vài triệu một tháng. Hàng tháng em có gửi mẹ tiền 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 tiêu, tuy nhiên không nhiều. Gia đình cũng hay hỏi tiền em, làm em cảm thấy áp lực vì em có nhiều thứ lo toan trong cuộc sống. Em có khuyên bố đi làm công ty, làm bảo vệ để có nguồn thu nhập ổn định hơn, nhưng bố nhất quyết không chịu. Em có nói gì thì bố em có nên nói gì để bố hiểu sự áp lực của em? Em rất mong bố mẹ có nhiều tiền để trang trải cuộc sống đầy đủ hơn, nhưng khả năng em không nhiều. Em có nhiều áp lực, đôi lúc em cũng dùng những lời lẽ không hay, có lẽ đã nói lời làm bố mẹ có lẽ đã lỡ lời làm bố mẹ buồn ạ. À. Thì Yeah. cái vấn đề của em á, thì em nên ví dụ như khả năng của em á, là cho 5 triệu thì em cứ gửi nề 5 triệu thôi, rồi cha mẹ sẽ tìm cách. Ví dụ như cha mẹ sống không đủ thì cha sẽ đi kiếm tiền thêm. Tại vì nếu mà em gửi về dư quá con số em chịu đựng á, thì họ nghĩ em có tiền và họ lấy tiền đó xài, họ không đi làm. Nhưng mà ví dụ như em gửi đều đặn vào một tháng, em gửi 5 triệu hay 3 triệu, nó vừa cái tầm khả năng của em thôi, thì em cứ gửi về thôi. Có nghĩa rằng là em chỉ lại một lần nữa, chỉ kiểm soát được hành vi của mình thôi, mình không kiểm soát được hành vi của bố cũng như của mẹ, cũng không thay đổi được họ, cũng không nói được lời gì hết trơn á. Cho nên đừng bao giờ đi theo cái hướng đó. Mình đi theo cái hướng mà làm nói gì hay là làm gì để bố em thay đổi, hay giải thích như thế nào, hoặc là viết thư như thế nào, đó là mình đi thương theo hướng rất là đau khổ. Tại vì không có ai sẽ đi làm hoặc là nghe lời của mình hết, mình chỉ kiểm soát được bản thân của mình thôi. Thì một cái người mình có thể kiểm soát chính là mình thôi, còn mình hướng ra người khác mình sẽ đi theo hướng rất là đau khổ. Thì câu chuyện của em là vậy, và tuyệt đối đối với người đứng sinh thành của mình là không có nói những cái lời gì xúc phạm. Thà là em gửi một số tiền nhỏ mà em hút không xúc phạm, còn lớn hơn đó là em gửi một số tiền lớn mà em lại xúc phạm, có nghĩa rằng em vừa mất tiền mà em mất luôn cả chữ hiếu. Thì chị nghĩ là em hỏi chị nên nói gì thì chị nghĩ là không nên nói gì, nhưng mà mỗi tháng em cứ gửi đúng cái số tiền mà em có thể lo được thôi, và không nên nói gì trong cuộc đời này. Nhiều lúc chỉ làm thôi, đừng nói, có nghĩa là gửi
gửi 3 triệu thì cứ tháng đúng gửi 3 triệu rồi chỉ nói lời yêu thương thôi, ngoài ra không giải thích gì thêm, ngoài ra không thêm gì bớt, cũng không có nói ngắn nói dài, cũng không có giải thích gì hết, nói là cha mẹ đây là số tiền con có thể lo cho cha mẹ rồi xong hết, không không nói gì thêm nữa để cho nó người ta là nghĩ hoặc là nghĩ sai đi những cái lời của mình. Em nghĩ là bạn đã có được câu trả lời cho mình về thắc mắc này ạ. Em xin phép đọc tiếp câu số cái tiếp của câu số 3 là em thấy bản thân mình rất khó kết nối với người khác. Khi đi chơi trong hội nhóm em không biết làm gì. Có nhiều anh chị tụm lại nói chuyện vui vẻ nhưng riêng em chỉ im lặng. Em không nghĩ ra được gì để có thể nói cùng mọi người. Em phải làm sao để có thể kết nối với mọi người ạ? Chị cho em xin vài tip về giao tiếp làm sao để được dễ thương như chị Viên ạ. À, để giao tiếp coi dễ thương thì trước hết mình phải là người có giá trị gì đó. À, người có giá trị là cái người mà ngoài cái việc mà đi gặp gỡ đó mình còn mang giá trị gì, ví dụ như giá trị là ví dụ mấy người trong nhóm mà nhắn với nhau thì mình công nhận họ, mình thả tim, mình quảng bá là mình rất là cái người rất có giá trị trong nhóm nha. Bạn đừng có nghĩ là những cái tin nhắn, những cái thả tim đó không có giá trị. Rồi khi mọi người nhờ mình làm cái việc gì đó, nhắn việc gì đó, những cái công việc nhỏ đó là mình cũng làm, hoặc là mình tặng quà, hoặc là mình hỏi thăm, mình viết chữ thư pháp mình tặng, mình làm nhạc ấy ai mình tặng, thì mình đặc biệt có giá trị trong mắt người khác. Thì khi gặp gỡ thì em có một cái giá trị khác là em ngồi em lắng nghe và em ngồi em dễ thương, em ngồi đó là em là cheerleader, em ngồi đó để em lắng nghe để người khác được, họ được nói về bản thân của mình, họ có điều kiện để nói thì người ta rất là mến em, họ rất mến em không cần phải nói nhiều, em không cần phải kết nối nhiều, mà em phải là cái người có giá trị, em phải là cái người có giá trị trong cái đội nhóm đó thì người ta sẽ rất thích gần ở bên em, đặc biệt là về cảm xúc, đặc biệt là về vấn đề phán xét. Mình chẳng bao giờ phán xét ai cả, mình chẳng bao giờ bị mất cảm kiểm soát cảm xúc của mình. Cảm xúc của mình luôn stable và mình giữ bí mật của mọi người thì không có mối quan hệ nào mà không có mặt của em hết, có nghĩa là họ đi đâu họ về đâu họ đều rủ mình đi hết, cho dù tới đó mình ngồi một cùng mình không nói chuyện với ai nhưng mà ai cũng muốn ở gần mình. Thì đó là cái mà chị nghĩ là em hiểu, có nghĩa là mình ít nói, mình không cần phải đổi thành cái người hoạt ngôn, em ít nói thì em cứ ít nói thôi, nhưng mà em phải hiểu rằng á là nó có những cái nguyên tắc ở trong mối quan hệ mà em cần phải thấu suốt. Thứ nhất là em phải bảo vệ danh dự người khác, thứ hai là em là cái người không có trồi sụt về cảm xúc, em phải stable, thứ ba là em phải giữ được bí mật cho người khác, thứ tư là em phải mang giá trị được cho người khác. Thì đó những là những cái gạch đầu dòng mà em nên nhớ, em phải trân trọng người khác với cái nhân sanh nhân danh là họ rất lớn hơn cái vị thế của họ. Thì với những cái gạch đầu dòng đó thì em hoàn toàn có thể là lấy được lòng người, lấy lòng của thiên hạ mà không cần thay đổi thói quen của mình từ cái người ít nói qua một cái người rất là hoạt ngôn. Dạ, em cảm ơn chị Viên ạ. Chị Viên đã có nhắc đi nhắc lại ở những cái câu hỏi trước đó, là chị Viên có nói rằng mình nên cân bằng về cảm xúc, có nghĩa là giữ cho cảm xúc của mình stable, là ổn định. Rồi sau đó trong cái mối quan hệ thì mình nên có cái sự trân trọng trong cái tương quan giữa với mọi người. Và đặc biệt quan trọng ở cái gạch đầu dòng đầu tiên chị Viên có nhắc đi nhắc lại là mình phải là người có giá trị. Thì lúc đó bạn không cần phải trở thành ai hay là trở thành nên hoạt ngôn khác với cái phiên bản hiện tại là ít nói của bạn. Hy vọng là bạn sẽ có được câu trả lời cho mình cho câu lời tư vấn của chị Biên nha. Bây giờ em xin phép đọc một câu hỏi của một bạn Vanna. Bạn hỏi cho một người bạn của mình, chị ấy là 50 tuổi. Câu hỏi của bạn chị ấy là bắt đầu quen người bạn trai người nước ngoài 56 tuổi 2 tháng. Chị ấy là có nghĩa là cái người bạn của cái chị đang đặt câu hỏi là chị Bana, muốn hỏi chị Biên ngủ với đàn ông sớm hay sự lệ thuộc vào đàn ông sau quan hệ.
tình dục làm người đàn ông tụt cảm xúc nếu sau giờ tờ giờ mà người phụ nữ vẫn độc lập và hành xử đúng thì có giữ được tình cảm người đàn ông hay không ạ? À, tại vì các bạn để cho có nghĩa là bạn không hiểu là cái cảm giác mà không được cái người phụ nữ nó sướng như thế nào, nó phê như thế nào, có nghĩa là cảm giác họ theo đuổi á, mà họ chưa được á, họ thích cái cảm giác đó, họ thích cái cảm giác mơ mộng về một người, tơ tưởng về một người, tưởng tượng về hình ảnh mình với người đó trên bãi biển, hay là họ tưởng nhiều lắm, họ hình dung ra, nhưng mà rồi nó không được, và cái cảm giác mà không được đó nó đê mê dữ lắm, nó thích thú dữ lắm. Còn cái cảm giác mà mình ăn no rồi á, nó người phụ nữ đó không còn gì mới để mà khám phá, không còn gì bí mật để mà mình phải xách mông để mình đi nữa. Cho nên đó là bạn làm sao mà còn cái chuyện mà đã xong rồi mà bạn có độc lập nó còn ý nghĩa gì đâu, tại vì người đàn ông họ rất quan trọng cái cảm xúc ban đầu, cái cảm xúc mà trân trọng cái người phụ nữ này mà không được, muốn lắm mà cũng không được, mà nó thi vị vô cùng bạn, nó hơi tương tư, có nghĩa là ăn rồi suốt ngày nghĩ về nàng á, nó làm cho người ta cảm giác lắm. Cho dù là những tay chơi á, họ cũng thích cái cảm giác này, không phải là những cái tay chơi là cứ đem về là hốt em là họ vui đâu, họ không vui, họ thích vờn vờn xong đó, họ thích vờn vài tháng, vài càng lâu càng tốt. Cho nên đó là cái chỗ đó là cái chỗ bạn nên hiểu là cái thi thi vị nó nằm ở đó, cái tính nghệ sĩ nó nằm ở đó, cái tương tư nó nằm ở đó, cái sự mà dễ thương nó cũng nằm ở đó, cái trân trọng nó cũng nằm ở đó, mọi cái gì đẹp đẽ về tình yêu đều nằm ở cái chỗ đó. Bây giờ cái rụng cái mới quen em buổi sáng chiều nó xong rồi thì giờ chia tay cũng được, không quen em cũng được, tại vì anh đã ghi chiến tích rồi, bạn hiểu. Cho nên là cái này là chị nói nó không liên quan đến vấn đề đạo đức, nó không liên quan tới giá trị của bạn, là đôi lúc nó chỉ liên quan tới cái tính nghệ sĩ đó, cái tính thi sĩ khi theo đuổi thôi, mà bạn không có hiểu vấn đề đó, bạn không có nhiều mối quan hệ, bạn không biết nhiều người đàn ông, mà để khi bạn bạn không thương họ đó, bạn không thích họ, họ sẽ lên bờ xuống ruộng như thế nào, khi mà không được mình đó, không được cái từ tận cùng đó, họ điên tiết như thế nào, thì bạn mới hiểu được, bạn mới hiểu được là cái việc đó, là quan hệ sớm hay trễ nó không liên quan tới văn hóa, nó cũng không liên quan tới là đất nước nào, họ không liên quan tới Mỹ hay Việt Nam, mà nó liên quan tới cái tính nghệ sĩ, chị nghĩ đó, trong cái việc theo đuổi một người phụ nữ. Không biết mọi người hiểu không ta, chứ chị thấy là cái điều này rõ lắm mà, phải không Vân? Dạ, chị Viên nói là em xin phát triển thêm ý của em là em cảm nhận được cái câu là ông bà hay nói là mở trang miệng mèo mà mèo không cho mèo ăn á. Cái cảm giác nó rất là bức rứt. Mà nếu mà là một người đàn ông thì cái bản tính họ là chinh phục mà không được làm nó đó, cái sinh ra cái tương tư và theo đuổi người phụ nữ đúng không ạ? Cảm giác mà phụ Đúng nữ mình nó là nắm cái phần mà mèo vần chuột á. Nó đúng thi rồi vị lắm. Tại vì đúng làm cho rồi người đàn ông thúc đẩy cái bản năng của họ để chinh phục mình. Dạ, thì cái đó là cái phần cảm giác nhận của em về cái cách của chị Viên nói à. đúng rồi. Cho nên chị Vanna hỏi cho bạn của chị á, là bây giờ mình quan hệ rồi mà mình độc lập nó đâu có ý nghĩa gì nhiều nữa đâu, nó qua cái khung thi Không vị giờ đó vàng hả chị? hết rồi, Dạ. hết gì vui rồi. Biết hết hả chị? Hết vui rồi, chị cũng chán, chị người đàn ông chị cũng chán á, Dạ. thiệt á, thì chị cũng chán nữa đó. Vậy là mình phải nắm cái quyền tự chủ lại để cái kiểu mà mở trang miệng mèo mà cứ cứ đung đưa mà không được làm gì hết. Dạ. Em đọc câu Ok. số 5 ạ. Bố em nóng tính và thẳng nên có gì nói ra hết. Nhưng bố không có ý xấu và rất thương gia đình. Chị dâu chưa hiểu được tính nên bị tự ái.
và chị nói là chị có tính thù dai nên chị chưa thể thích nghi được. Giờ chị dâu không nói chuyện với bố em và cũng không gọi điện về hỏi thăm bố. Anh trai em cũng không biết phải làm sao ạ. À. Dạ. Câu hỏi liên quan về mối quan hệ của bố chồng và nàng dâu ạ. À. Thì cái đó là vấn đề một lần nữa, là một người là bố của mình, một người là chị dâu của mình đâu có đi kiểm soát hành vi hay là giải thích cho họ biết đâu. Mình chỉ cần sống bình an thôi, mình sống tốt thôi, và mình mang cái năng lượng đó cho người khác thôi, chứ việc của bố em với chị dâu thì làm sao chị giải quyết được, không giải quyết được, em không nói gì được hết á. Họ có quan điểm riêng, họ có vòng tròn nội tâm riêng, họ có giá trị riêng, mỗi người họ nghĩ theo hướng của họ. Mình nói gì bây giờ, mình nhảy vô lửa làm chi. Ok, vâng, chị Dạ, cũng giống như nãy chị Biên có nói là mình đâu có thể thay đổi được người khác cách nghĩ và quan điểm đâu. Bây giờ mình chỉ đang ở chính giữa thì nếu mình với bố thì mình sẽ nói chuyện với bố thì mình vai trò là con, còn nếu chị dâu thì mình vai trò là một người em của chị dâu. Chỉ thế thôi, đó là tròn vai rồi hả chị? đúng rồi. Dạ. À, đây là câu cuối trong câu hỏi chuỗi câu hỏi về bên ngoài các bạn đã hỏi là chị Biên ơi, nếu bố và chị dâu có mâu thuẫn. À, hồi nãy hình như là câu này nó có trùng không ta? Tại vì em thấy hai câu rồi, chị đợi em một chút nha, để em ra lên. Ok, hình như khác nhau, nhưng mà hình như cũng cùng tương tự nội dung. Chị Biên ơi, nếu bố và chị dâu có mâu thuẫn không cùng quan điểm nên khó kết nối với nhau, em là con gái và là em gái có cần phải nói gì hay giải thích gì cho hai bên mỗi lần có vấn đề mâu thuẫn xảy ra không ạ? À? Vì sao đợt rồi có một sự bất đồng quan điểm thì bố và chị dâu em không còn nói chuyện thoải mái như trước nữa. Chị dâu em có thành kiến với bố em luôn chị ạ. À? Em nghĩ câu 5 và câu 6 này nó cũng có thể là tương đồng hoặc là có thể là bạn đặt tiếp nói ạ. Đúng rồi, nó là một người đó. Thì Dạ. thôi, câu nào nữa thì mình để tuần sau. Bây giờ nó cũng hết giờ rồi. Dạ. À, hết rồi đó ạ. Ok, vâng. Cảm ơn Dạ. em là Dạ. bỏ thời gian. Cảm ơn chị Biên đã dành buổi sáng ngày hôm nay cho tất cả các chị em của mình ở đây. Và các bạn cảm thấy như thế nào với những cái câu hỏi này? Nó rất là sát với cuộc sống thực tế và được chị Biên chuyển tải từ cái kiến thức học. Nếu bạn cứ hình dung đi đi học thì có thể là tuyệt vời, nhưng mà bây giờ được áp dụng trực tiếp vào trong cuộc sống thì chúng ta rất là dễ dàng ứng dụng, đúng không ạ? Thì vâng, hy vọng là qua buổi livestream ngày hôm nay các bạn đang live xem livestream hoặc là các chị em coach đang xem trực tiếp ở trong Zoom với lớp của mình đó, thì có được rất nhiều thông tin hữu ích cho mình. Dạ, em cảm ơn chị Biên ạ. À. Cảm ơn Hiền. Hiền ơi, em có muốn chia sẻ gì với các chị em không em? Dạ, em cảm ơn chị Vân gọi tên em. Cảm ơn chị Biên và chị Vân dành thời gian buổi sáng ngày hôm nay á, để em có thể ngồi lắng nghe những câu hỏi của chị Biên. Điều mà em thích nhất học ở chị Biên á, là cách sử dụng ngôn từ á. Cho nên là mỗi lần mà chị Biên nói về cái phần gì mà liên quan tới ngôn từ là em sẽ ngồi ghi ghi chép chép. Cảm ơn chị Biên và chị Vân trong buổi sáng ngày hôm nay. Và em chúc cho các chị ở Việt Nam có những ngày nghỉ lễ của mình á, trong cái khoảng thời gian tháng 9 này, lễ Quốc Khánh á, thật là vui vẻ bên gia đình và có những chuyến du lịch thật là vui. Và em chúc cho các chị ở nước ngoài, chúc cho chị Viên có một buổi tối ấm áp với gia đình. Em cảm ơn ạ. Dạ, yeah. Cảm ơn chị Biên, cảm ơn Hiền à. À, chị có take note lại trên cái phần câu hỏi của các chị em ở cái file, thì nếu mà Hiền muốn chia sẻ lại với các bạn thì có thể liên lạc chị gửi lại cái file này chị đã take note sau phần mà chị Biên phản hồi câu hỏi. Rồi, cảm ơn tất cả các chị em, cảm ơn Hiền rất là nhiều, cảm ơn Kim Chi đã gửi câu hỏi cho chị nha. Cảm ơn chị Biên rất là nhiều à. Chúc các chị em, chị Biên và cả nhà mình có một kỳ nghỉ lễ thật là vui vẻ. Bye Bye chị Biên, bye bye chị bye. Vân. Dạ, bye bye em. Hãy subscribe và đăng ký kênh để không bỏ lỡ video mới này. Bấm like để thêm yêu thích, chia sẻ niềm vui với tất cả mọi người. Bật thông báo để không lỡ điều gì, kênh Watch Biên Chương là niềm vui mãi đây. Hãy subscribe và đăng ký ngay hôm nay.